My name is Phạm Diễm Hương, and today is Saturday, March the 5th, year 2011. I'm going to interview Mr. Phạm Bá Hoa at Saigon Houston Radio Station at Houston, Texas. And it is a part of the Vietnamese American Heritage Foundation 500 Oral History Project. Kính thưa ông Phạm Bá Hoa, ngày hôm nay Diễm Hương rất là hân hạnh được thay mặt các anh chị ở trong Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử của người Mỹ gốc Việt để phỏng vấn ông. Trước tiên là về tất cả cái thời niên thiếu của ông, cũng như là tới lúc trưởng thành và tới bây giờ. Và bên cạnh đó dĩ nhiên là phải có đại gia đình của ông nữa. Cũng như cái sự nhận định của ông, những chia sẻ của ông về văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Phần thứ hai sẽ là cái phần liên quan đến xã hội Việt Nam của miền Nam của mình trước năm 1975. Yeah. Từ tình hình chính trị, xã hội như thế nào và trong thời gian đó thì đời sống của ông trong những cái bối cảnh chính trị như thế nào. Yeah. Rồi kế đến sẽ là cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Yeah. Bằng cách nào ông đã đến định cư tại Hoa Kỳ. Yeah. Và sau cùng là cái đời sống ở tại Hoa Kỳ sau khi ông định cư. Yeah. Thì trước hết xin ông cho biết tên, ngày sanh cũng như là nơi sinh quán ạ. Dạ vâng, xin được phép chào cô Diễm Hương. Tôi chào đời vào năm 1930 tại làng Đại Ngãi, quận Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Thì tôi sống ở đó cho đến năm 14 tuổi. Tôi mới là về ở nhà Mân ở Sa Đéc, quê nội tôi. Và trong 2 năm ở đó thì tôi phải chạy gọi là chạy giặt tay. Đến năm 1947 thì tôi trốn lên Sài Gòn. Tôi vừa đi làm, tôi vừa đi học, lúc là lúc đêm. Dạ. Thì cho đến năm 1954, vào cái ngày 15 tây của 12 tây tháng 5 1954, tôi nhập ngũ vào cái trường sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức. Như lúc đó thì cái trường nó hết chỗ rồi, cho nên người ta gửi chúng tôi lên trên Đà Lạt học, gồm có 120 anh em từ ở Thủ Đức lên Đà Lạt và 120 anh em nữa từ Hà Nội vào thẳng Đà Lạt. Tức là chúng tôi có 240 anh em tổ chức thành hai cái đại đội học nhờ ở trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt. Ở trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt tức là nó trước cái sau này gọi là trường Võ Bị Quốc Gia, xây cất cơ sở đẹp hơn. Cái lúc mà chúng tôi học thì những cái cơ sở đó là cái trường Võ Bị Liên Quân đặc biệt của thời Tây, hồi cái thời Tây để lại. Vâng, thì sau khi mà tôi ra trường đó rồi thì tôi mới là trải qua một cái thời gian dài từ đó cho đến ngày 30 tháng 4 75. Trong đó có thời gian chúng tôi lập gia đình, rồi thì có vợ. Yeah. Chúng tôi sinh con, vân vân. Yeah, yeah. Tới bây giờ thì ông có còn có nhớ những cái kỷ niệm của cái tuổi ấu thơ nhỏ ở tại vâng. Sóc Trăng không? Vẫn còn chứ. Dạ, xin ông có thể chia sẻ về tỉnh lệ Sóc Trăng. Dạ vâng. Về những cái ngày tiểu học, thời tiểu học với dạ. Gia đình. Dạ. Thưa cái hồi đó thì cái thời đó là cái thời cái chương trình của Tây nó dạy đó, giáo dục của Tây đó thì là cái lớp cái trường tiểu học, cái lớp tiểu học nó có 6 lớp. Lớp đầu tiên của nó là Infante, tức mình gọi là lớp dự bị, lớp mà đồng ấu đó. Lớp preparatoire là cái lớp dự bị, elementaire là cái lớp mà sơ học đó. Nhưng mà ở làng thì gọi là lớp nhất. Thì xong rồi còn lên có cái lớp mà cái cua mà môi dân promiene, rồi môi dân đơ dẹp anê. Vâng. Thì tôi học ở đó thì cái lúc mà năm 1000, lúc thổ đó là 7 tuổi mới được đi học. Thì tôi bắt đầu đi học vào năm học 1937-1938. Thì tôi đó tôi không biết tại sao mà tôi thích ra đá banh lắm. Cái kỷ niệm mà trong cái thời tôi đi học đó thì đá banh mà ở miền quê mà nó là một cái làng Đại Ngãi đó, nó là một cái con sông, cái gối đầu lên trên cái bờ sông Hậu mà ngày xưa gọi là sông Bát Sắc, thì nó chuỗi dài vô xuống đến cái con kinh Sà No để đi xuống dưới Bạc Liêu, Cà Mau. Thì cái đó là tôi gọi là cái mạch sống của cái Đại Ngãi đó. Còn cái xương sống đó là cái con đường tỉnh lộ từ Đại Ngãi vô tới Giang Cơ rồi vô tới Sóc Trăng. Đó là hai cái khung đó nó hình thành được cái làng Đại Ngãi, và người dân sống ở dựa trên hai cái khung đó, và cái nghề của họ là nghề chài lưới.
Và cái kỷ niệm mà tôi không thể quên được trong đời tôi là cái khi mà đi học đó. Tôi khi lớp lớp mà đồng áo thì chưa, nhưng mà sang đến cái lớp dự bị thì tôi bắt đầu học đàn, tập nhỏ với mấy đứa nhóc của tụi tôi nhảy nhau đó, mấy đứa nhỏ nhau đá banh. Nhưng mà chỉ biết rằng là đá banh thời thời đó, đó gia đình cũng nghèo, vì đâu có đi mua banh, vì dân ở miền quê mà, miền quê chẳng những ở tỉnh lẻ mà ở tận cái miền quê nữa cơ. Thành thử rằng là đi ăn cắp banh. Lúc đầu thì mình còn bẻ banh ở vườn nhà mình, sau đó thì là phải là đi ăn cắp. Bởi vì cái dạng như mình cái cây đó thì cũng hễ đưa mỗi đứa ăn cắp thì đứa nào cũng bị đánh đòn hết trơn á. Rồi đem cái trái banh đó, tôi mới đem thui nó hơi lửa để cho nó mềm lại, xong cái lấy lá lá chuối, chứ đâu có cái dây gì đâu, cái dây chuối đó mới đem cột nó lại. Sở dĩ mà chúng tôi làm như vậy đó là để đá cho được nhiều lần, chứ nếu không mà một trái banh hai trên cây xuống để đá lát nó bể hết trơn à, dài lần thì dài ba cái đá vậy nó bể. Thì là như vậy chúng tôi đá được dài cái trận banh. Đó là cái kỷ niệm ở trong đời mà học trò đó, nhất là học trò ở miền quê tỉnh lẻ thì tôi không bao giờ quên được cái đó. Trong cái ngày, cái thời thơ ấu đó thì ông, anh chị em của ông như thế nào? Ông có bao nhiêu anh chị em? Cái lúc đó, lúc mà tôi đã ngã đình, tôi có bốn, tôi là lớn, thứ hai, trong năm gọi là thứ hai đó, rồi thứ ba thì mất, rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, lúc đó chúng tôi có bốn anh em. Cái mối thâm tình giữa anh em của ông như thế nào? Ông có thương một ông anh nào nhiều nhất hay sợ ông anh nào nhiều nhất? Tôi thì lớn nhất em, thì cái lúc đó đó thì tôi có ba đứa em. Xong rồi sau khi mà về quê nội ở Sa Đéc đó thì mẹ tôi mới là sanh trong thứ đứa thứ bảy, thứ tám và đứa thứ chín, tức là ba đứa nữa. Thì tất cả anh em thì chúng tôi sống theo cái miền quê mà theo cái lời dạy của cha mẹ ông bà, mà cha mẹ ông bà nào cũng dạy rằng là trong đó cái tình thương chan hòa với nhau trong cái gia đình với nhau, anh em với nhau thì không có cái chuyện thương nhiều hay thương ít, mặc dù đôi khi giận về cái khía cạnh này khía cạnh khác nhưng mà cái tình thương nó vẫn như vậy thôi. Cái đó là chúng tôi phải nói rằng là học hỏi rất nhiều của ông bà cha mẹ tôi, bên sống với bên nội cũng trong một thời gian khá dài. Và sống với trong gia đình ba má tôi thì có 14 năm, rồi về đó rồi sống chung với nhau thì cũng học hỏi được trong cái nếp sống gia đình. Tại vì trong đó đó anh của ông nội tôi đó là một ông hòa thượng. Thành thử ra tôi thì khoảng lúc mà khi mà tôi về ở chỗ Nhâm Ân đó thì cũng được 14 tuổi rồi. Thì thỉnh thoảng có rảnh thì tôi vào trong cái chùa để nghe tôi gọi là sư ông đó, ông ấy giảng cho tôi về những cái điều hay lẽ phải trong cái cuộc đời. Thành thử lúc đó phải nói rằng là mình chưa có ý thức rõ rệt để mình học hỏi. Nhưng mà khi nghe dần dần vậy rồi, đến sau này theo cái thời gian mình lớn lên, mình va chạm với xã hội đó, mình tự nhiên những cái lời mà của ông mình dạy từ tự nhiên nó ra dần. Thì lúc đó mình mới cảm nhận được cái lời dạy của ông bà như thế nào, nhất là một ông hòa thượng. Mà ông hòa thượng ngày xưa đó là tu hành đúng theo cái nghĩa của nó. Thành thử ra ông đi chân không, không có đi ra đường, đi từ đó lên Sa Đéc 7-80 số, đi chân không, đi bộ. Nói là đi ngồi trên cái lúc đó chiếc xe ngựa, mà làm như vậy thì tụ cho cái con ngựa mình ngồi trên cái lưng đó để lưng nó kéo mình đi, thì cái nó không có nên. Và đó là cái đúng theo cái mẫu mực của ngày xưa của ông hòa thượng. Thành ra tôi cũng học hỏi ít nhiều từ chỗ ông của tôi. Nói với tôi 10 thì tôi nghĩ rằng tôi chắc tôi cũng học có được đôi ba điều chẳng hạn như vậy. Thưa ông, như ông vừa mới cho biết trong gia đình đã có một người tu cao tăng bên Phật giáo, thì thưa ông, tất cả những cái buổi lễ gia tiên hoặc là dỗ kỵ ở trong gia đình của ông đó, ông là trai trưởng thì ông có phải là cái người mà phải lo tất cả những sắp xếp bàn thờ dỗ lễ không? Được, phải. Khi ba tôi còn sống, ba tôi mới chết đây năm 2004 đây, lúc đó ba tôi được 102 tuổi. Thì khi mà ba tôi còn sống thì cái chuyện cúng kiến gia đình ông nội hay cô chú gì đó thì ba tôi lo, nhưng khi ba tôi mất rồi thì tôi thay vào cái chỗ đó, kể cả đối với các em tôi lo cũng ba má tôi cũng như ông bà. Thì tức là ngay từ hồi còn trẻ ông đã được hướng dẫn như vậy. Chúng ta sẽ chia sẻ một chút xíu về vấn đề tôn giáo. Là
ông đã được có cơ hội để cận kề với những giáo lý của Đức Phật khá là trẻ, khá là sớm. Vâng. Thì ông cho tới bây giờ thì ông có nghĩ rằng niềm tin vào tôn giáo sẽ giúp cho con người giữ được những cái nề nếp văn hóa truyền thống của gia đình hoặc của dân tộc không? Cái này nó phải tùy theo người chị. Yeah. Tại vì nó tất nhiên là cái sự mà thăng bằng ở trong đời sống về vấn đề tâm linh thì nó ảnh hưởng rất lớn trong cái đời sống của mình, trong cái sự suy nghĩ cũng như cái cách làm của mình. Bạn là như thế, như đó là nói cách chung thôi, nhưng mà nói cách riêng thì cũng tùy theo người, tùy theo cái người giảng và tùy theo cái người tiếp nhận cái lời giảng đó và suy nghĩ nó như thế nào. Thành ra là cái chung thì rất là ảnh hưởng lớn trong cái đời sống của mỗi con người. Nếu như mà mỗi con người có được một cái nét nhìn chuyện đó theo đúng theo cái quan điểm sống của mình, thành thử ra là nó không có nhất thiết là tất cả những người là thí dụ như Phật tử hay những người mà ở tín đồ của đạo Thiên Chúa, mà tất cả mọi người đều được như nhau. Nó thì cũng như mình học ở trong trường thôi, ông thầy cũng giảng ra 10 người có cái bằng cấp như nhau nhưng mà đâu có phải người nào có cái trình độ giống nhau hết đâu. Dạ. Dạ. Khi mà ông học xong tiểu học đó, thì ông lên đến trung học, ông học ở đâu? Dạ, tôi học ở Sài Gòn nhưng mà tôi học lúc đêm. Dạ. Mà tôi học tư thì đúng hơn. Dạ. Tại vì lúc đó đó là năm 1947 khi mà tôi trốn lên Sài Gòn á, thì năm 1983 tôi bị cộng sản bắt. Cái lúc đó họ gọi là Việt Minh đó. Bác ba tôi đưa vô, sau này mới biết rằng là tới năm 1952 khi ba tôi gần chết rồi đó, người ta mới thả ba tôi về, thì mới biết rằng đã bắt vô động cấp 10. Và ba tôi về chuyên viên về thợ máy tàu, thợ máy nhà máy của nhà máy xây lúa. Thì ba tôi đã học của một cái người Ấn, người mà Ấn, người Anh mà gốc Ấn Độ, thì có một cái trường dạy ở Phú Lâm. Theo lời ba tôi kể đó, thì lên học cái trường về vấn đề mà làm mà sửa máy, lắp ráp máy và sửa máy. Thì bắt tôi, ba tôi vô đó để mà làm gọi là súng ngựa trời, lại với cái lựu đạn, với nung na là chất nổ đồ đó, tất cả những cái đồ nổ quá hết ở trong đồng cấp 10. Đến khi họ không còn sử dụng được ba tôi nữa thì nó thả ba tôi về, thì lúc đó ba tôi gần chết rồi. Thì cái thời gian mà ba tôi bị bắt đó, thì tôi phải giờ đi làm, tôi lo cho bà má tôi với mấy đứa em tôi. Thì cái lúc đó đó là tôi nên là tôi đi học, đúng là tôi ở trong một cái chỗ cái tiệm may, mà tôi nghĩa là tôi học tôi làm rồi một tháng, lúc đó tôi nhớ rằng năm 1947, 1948, 1949 thì một tháng tôi được 100 đồng, tôi mới gửi về cho mẹ tôi nuôi mấy đứa em. Còn tôi thì dùng được cái, đến độ mà tôi lúc đó tôi không có tiền mua chiếc xe đạp nữa. Cái người em của cái bà chủ đó cho tôi mượn, tôi nhớ là cho tôi mượn 100 đồng. Tôi mua chiếc xe đạp, mà tôi trả gần 20 tháng tôi mới trả hết. Thì tối tôi đạp tôi đi học. Hay nói, vì cái chỗ mà hồi trước tôi đi học tôi rất là gian khổ đó. Thì cho nên bây giờ sau khi ấy mà tôi có con rồi, chúng tôi cố gắng để mà tạo cho nó những cái điều kiện thuận lợi nó đi học. Bởi tôi biết rằng cái kiến thức mà tôi thu được đó, nó không phải như bình thường như nhiều bạn bè của tôi. Do đó mà ngay đến các cháu tôi sau này, giờ tôi khuyến khích nó cái vấn đề đi học là có sức là cần thiết. Bởi vì tôi thấy được cái gian khổ tôi khi mà tôi học được. Và cảm ơn chị. Thì cái thời kỳ đó mà chị nhớ rằng cái thời kỳ nó còn tay nó còn cai trị mình, mà biết bao nhiêu cái sự gian khổ đó, còn cái sự giúp đỡ. Bây giờ tay nó đào tạo cho mình đó là những người cá nhân sống với ích kỷ của mình, người ta không nghĩ đến cái chuyện mà nghĩ đến cái cộng đồng, tức là những người xung quanh mình để mà trợ giúp ở cái gì đó. Để khá như vậy, trong gia đình bên nội tôi thì cũng sống ở trong miền quê, cho nên cũng không phải ai cũng có điều kiện để giúp đỡ mình. Thành ra chúng tôi nói cách khác là chúng tôi vươn lên bằng chính đôi tay và đôi chân của mình, với cái đầu của mình để đi lên. Thì dần dần tôi nghĩ rằng những câu hỏi kế tiếp thì có thể tôi có cơ hội để trình bày thêm. Yeah. Chúng tôi đi lên như thế nào. Yeah. Yeah.
Có lẽ là Diễm Hương cũng xin một vài chi tiết liên quan đến cái giai đoạn ông ở miền quê và ông đi lên Sài Gòn vào cái năm 47. Thì thân sinh của ông đã bị Cộng sản Việt Nam bắt vào năm nào? Đây là 1948. 48. Dạ. Thì khi đó tất cả gia đình đã lên Sài Gòn rồi phải không ạ? Dạ, tôi chỉ có một mình tôi trốn lên thôi. Ba má tôi, mẹ tôi vẫn ở dưới miền quê. Dạ. Và ông là cái người mà gửi tiền về cho thân thân mẫu để nuôi các em, nuôi mấy cho em tôi. Như vậy đó thì ông vừa mới kể là ở trong đó, khi vậy ông sống ở Sài Gòn với ai? Tôi chỉ có một mình thôi. Dạ, tôi chỉ ban ngày đi làm, ban đêm đi học. Dạ, vậy đó. Dạ. Ở trong một cái tiệm may, ban ngày thì làm ở trong cái tiệm may đó. Đến để lấy tiền đi học. Dạ, đến năm 52 thì ông cụ được trở về thì cũng sức khỏe là cũng dần và dần dần vừa hồi phục lại. Chúng tôi sẽ tất nhiên các con phải lo. Và dần dần ba tôi hồi phục lại rồi ba tôi cứ đi làm. Dạ. Rồi đến bao giờ thì qua đời? Giờ ba tôi mới qua đời vào năm 2004 đây, tức là lúc đó ba tôi 102 tuổi. Ba tôi sang đây năm 1990, do các em với tôi lãnh. Còn tôi thì sang đây năm 91 sau khi ở tù ra. Ông có bác hay chú có đông không? Và các anh chị em họ có đông không? Dạ có, bác chú tôi có đông tới cái người thứ 10 lắm cơ. Nhưng mà bây giờ thì còn lại có hai người thôi. Thì có ai ở trong gia đình thân thuộc như vậy đã bị sự hãm hại của Cộng sản ngoại trừ ông cụ đã bị bắt? Dạ trực tiếp đó, thì trong cái gia đình tôi đó thì gọi là hàng chú bác đó, tức là anh em hay chị em của ba tôi đó, thì không có người nào bị bắt. Nhưng mà cái bà con thì có bị, tức là phía bên nội tôi, vì em của mình của nội tôi rồi mới sanh ra những người con, chính những người đó bị Cộng sản bắt thì giết thì có. Thế thì còn phía bên ngoài, bên thân mẫu của ông? Chứ bên mẹ tôi đó thì tội là mẹ tôi thì cực khổ hơn tụi tôi nữa. Tại vì mẹ tôi khi mà ông ngoại bà ngoại tôi đó thì cho mẹ tôi với dì tôi, tức là cái người em mẹ tôi chỉ có hai chị em thôi, thì chờ đợi đến năm 4 tuổi, mẹ tôi 4 tuổi thì hai ông bà mất. Cho đến bây giờ tôi không hiểu, tôi không biết được rằng hồi đó tại sao ông ngoại bà ngoại tôi mất trong cái trường hợp nào mà mất cả hai người cùng một lúc. Thì mẹ tôi đó thì trong bà con đó, tức là những người anh chị em của ông ngoại bà ngoại tôi đó, thì nhận mẹ tôi rồi một người khác nhận dì tôi, tức là đem hai người đó về nuôi. Mà cái thời đó của 1921 đó, thì cái thời đó cái người ở miền quê đó, người ta không có cái quan niệm rằng là đi tìm cái kiến thức cho con mình, mà muốn tìm cái công việc cho con mình hơn là gì để mà trao đi tìm, để học hỏi những cái kiến thức. Cho nên người phụ nữ ngày xưa đó là không có đi, ít có đi học. Thì mẹ tôi cũng trong cái tình trạng đó, thành ra chỉ học lóm thôi chứ không có được đến trường học. Và cho đến khi mà ba tôi đến làm việc ở gần ở chỗ đó mới gặp mẹ tôi, rồi mà thành vợ thành chồng. Rồi từ chỗ đó ở bãi cửa đó là bãi Sào. Rồi khi mà ra Đại Ngãi, khi làm ở Đại Ngãi này đó năm 1929 đó, thì tới 1930 thì tôi được chào đời ở tại Đại Ngãi là đó. Ông có những kỷ niệm nào đặc biệt về mẹ? Thương mẹ, nhớ mẹ, nhưng mà có những cái kỷ niệm nào không thể nào quên được? Cái kỷ niệm mà chúng tôi mới quên được nó là cái năm 1941, khi mà ba tôi giận cái người chủ ở tại Đại Ngãi đó, thì ba mà tôi mới là đưa gia đình về quê nội ở Nha Mân, ở từ một cái làng nhỏ của cái tỉnh Sa Đéc. Thì ở đó rồi ba tôi đi lên Sài Gòn, mới là đi vô trong lính, đang lính thợ đó. Khi mà cái cuộc chiến tranh 1939-45, tức là cái thế chiến thứ hai đó, thì người Pháp họ tuyển mộ trong đó những người lính thợ để sang làm, để họ lấy những người, tôi nghĩ là họ lấy những người lính thợ đưa ra tiền tuyến, tôi nghĩ như vậy thôi. Sau này vào chiến tranh, vào quân đội rồi mình có mới được cái nhận định đó, chứ trước đó thì tôi có biết cái gì. Thế là ba tôi tình nguyện vào đó qua bên Pháp. Thì qua bên Pháp ở đây, ba tôi kể chuyện là ở Marseille. Thì ở Marseille được có được 6 tháng, tại vì khi khám sức khỏe lại thì cho thấy rằng là ba tôi không đủ sức khỏe phục vụ ở trên cái chiến trường đó, bởi vì ở cái chiến đó lạnh, ba tôi chịu không có được. Thì sau cái đó là ba tôi mới là trở lòng về thì cái người ở chủ ở dưới Đại Ngãi thì người ta mới lên kêu ba tôi xuống trở lại làm, thì chúng tôi quay trở lại đó nữa.
và cho đến 1944 chúng tôi mới rời khỏi đó, khi mà quân đội Nhật vào mượn cái gọi là cái mượn cái con đường Việt Nam, tức là họ mượn hồi đó chính phủ Pháp đó mượn con đường Việt Nam để mà xuống dưới cái miền Nam mình để mà đánh lấy Singapore với Malaysia vân vân. Thì lúc đó ba tôi thấy cái chiến tranh nó có vẻ nó sắp tới rồi, cho nên ba tôi thôi mới là từ đó mới là thôi rời cái Đại Ngãi luôn để đi về mà quê nội sống. Quê sau đó mới để chạy giặt tay, chúng tôi gọi là chạy giặt tay. Thôi khi 45 mà người quân đội Pháp trở lại đó, thì cái kỷ niệm với mẹ tôi là trong cái thời gian mà ba tôi đi bên Pháp chỉ có ngắn ngủi có mấy tháng đó, nhưng mà rồi kể cả thời gian khi về đó rồi từ khi ba tôi về rồi trở xuống với Đại Ngãi lại cũng một năm trời. Mẹ tôi rất là cực lắm. Mẹ tôi phải đi nấu bếp cho một cái cho những người làm ở trong một cái nhà máy xây lúa ở gần nhà của nội tôi. Và để mà lúc đó tôi chưa đâu có làm ra tiền gì được, mới có 11, 12 tuổi mà tôi có làm gì được. Rồi chúng tôi phải cái đó là mới sau khi mà chúng tôi học có 3 lớp thôi đó, cái lớp mà Infantile Preparatoire với Elementaire rồi đó, thì đậu một cái bằng gọi là sơ học đó. Thì xong rồi cái dạy này xong rồi trở xuống tôi mới đi học tiếp được cái phần sau của cái tiểu học. Thành thử cái thời gian đó chúng tôi không quên được. Mẹ tôi rất là cực khổ, vừa lo cho gia đình của ba tôi, tức là lúc đó ba ông nội thì mất rồi, còn bà nội với mấy cô mấy chú, mà đồng thời lo cho các con nữa. Thành ra là lúc đó mấy đứa em tôi nhỏ tôi còn ẵm nó, mà cứ đi em thứ năm tôi phải ẵm nó cho mẹ tôi đi làm. Cái thời kỳ đó tôi không có thể quên được. Nếu như mà không có mẹ tôi mà chăm sóc thì lúc đó tụi tôi không biết là làm sao được. Tại vì ba thì không có ở nhà. Trong cái một cái năm đó là cái năm mà tôi nghĩ rằng đối với tôi đó là cái dấu ấn rất là sâu đậm về người mẹ của mình. Có một chút xíu gì giữa riêng ông với mẹ ông không? Một kỷ niệm vui buồn riêng ông với mẹ. Cái đó thì tôi vào quân đội rồi, đó là năm 1926. Thì mẹ tôi có nhắc tôi một câu: người Hà, con cũng hai mấy tuổi rồi, cũng nên lập gia đình đi. Thì tôi có nói với mẹ tôi nữa, tại vì con thứ nhất là mình chưa có một cái sự nghiệp ở trong tay đó, thì thứ nhị nữa là cũng chưa được làm một cái việc gì cả. Thành thử ra có nghĩ tới nhưng mà ngay bây giờ thì chưa. Thì sau này mẹ tôi cũng hơi nhắc, đến khi mà có con rồi đó thì thỉnh thoảng mẹ tôi cũng nhắc. Nếu mà mẹ mà không nhắc con thì có lẽ tới giờ không biết tới lúc nào rồi con mới là đi cưới được vợ con như bây giờ. Mà theo đó là kỷ niệm riêng của tôi với mẹ tôi ở cái điều đó. Tức là để cho thấy rằng cái gì mẹ nghĩ con của mình dù gian khổ như thà nuôi nó lớn lên được rồi thì phải nghĩ đến cái tương lai của nó. Cái đó là cái văn hóa truyền thống nó có từ, cho dù gia đình có nghèo đến mấy chăng nữa, cái văn hóa nó vẫn đi theo cái mình. Thưa, thế thì ông có cho biết là ông thân sinh của ông là đã bị Cộng sản bắt vào, nhưng mà trước đó thì ông thân sinh của ông làm nghề gì? Tức là ba tôi là làm nghề thợ máy. Thợ máy thì lúc mà khi về Nha Măng rồi đó, thì khi tôi trốn lên được Sài Gòn rồi đó, thì ba tôi làm cái máy tàu, cái chiếc tàu chạy trên sông đó, mà bị chẩn bắt ở trên Cao Lãnh, rồi Cao Lãnh họ dắt vô trong Đồng Tháp 10 đó luôn. Lý do tại sao ông lại phải trốn lên? Tại vì thế này, từ lúc đó thì Tây, bất cứ là, nghĩa là ở nó cũng, bây giờ chị hình dung nó có một cái con đường từ xe Vĩnh Long, thì nó có một cái con sông, sông vô trong này, một sông gọi là sông Rạch Nha Mân đó. Thì ngoài này nó có một cái gọi là cái đồn, ngày xưa gọi là cái post đó, cái đồn đó của Tây. Mà ở trong này họ thấy bất cứ người nào đi ra là nó bắn, bất kể người đó là lớn nhỏ gì nó bắn. Thành thử rằng là sống ở trong đó là ở trong đó. Thành nó muốn đi mà tự trong ra phía ngoài đường này để đi lên Sa Đéc hoặc đi xuống Vĩnh Long mua thuốc chẳng hạn, thí dụ như vậy, thì cũng phải trốn đi ra bằng cách ban đêm và đi len lỏi trong khi cái gọi là có một cái rừng, cái đám đế mà nó nằm ở cái đồn ở đây, thì dưới đám đế là khoảng chừng 700-800 thước á, nó có cái lối để mình đi. Nhưng mà tượng dễ bị phục kích lắm, bị nó xuống đây tối nó phục kích nó bắn, chúng tôi bị bắn hoài rồi tượng là phải trốn đi ra chứ không thể đi đường chứ tránh đi ra được.
đó là cái trốn, tôi giờ chỉ trốn là như vậy. Dạ, tôi được mình. Mẹ ông có biết không? Dạ, từ lúc mới biết. Đi như vậy thì cha mẹ đều biết hết. Dạ. Và đồng ý để cho ông đi. Dạ. Dạ. Bởi vì thấy cái nguy hiểm trong cái tuổi chưa có được bao nhiêu. Cái thời kỳ đó là thật ra mà nói chúng tôi trong cái bình thường thì tôi chưa có nghĩ đến cái chuyện mà rời khỏi đó để đi. Kết cả ước muốn được đi học nhưng mà không biết làm sao trong cái hoàn cảnh này, tức là chạy nó ở trong đó vô sâu trong cái rạch này 7-8 cây số, rồi dần dần mới lời dời dần về gần ở ngoài ra đường. Thế thì cái lần đó là cái lần đầu năm 1947, một cái cuộc mà ruồng bố, ngày xưa dùng cái chữ đó, tay nó ruồng bố, nó đi trên hai cái con rạch, cặp cho hai con sông bên đây là gọi là cái rạch Nha Mân, ở dưới này chút gọi là cái xếp, chừng 1 cây số thôi giống gì, nó đi vô sâu trong này, rồi xong rồi ngày hôm sau nó mới đi ra ngoài ruộng, hai cái quân nó đi ngược trở lòng bờ đường lại, nó gặp bất cứ một người nào là nó bắn hết. Cái lần đó cái người Nha Mân và người Sài Gòn chết rất là nhiều, có gia đình chết hết trơn, đám đứa con trai chết hết trơn. Thành thử rằng là chúng tôi là bị tôi thoát chết được, nhất là ngày hôm sau khi nó bắn dữ quá mà tôi vẫn cứ chạy, mà đó cũng được gần được 17 tuổi rồi, nên khỏe còn chạy dữ lắm, chạy băng bằng lội nguyên ra ngoan ngang không xong cả cái xếp, chúng tôi lội nguyên qua bên kia bờ thì bên kia là thoát được nó. Thì sau cái lần đó rồi thì tôi mới xin ba tôi bây giờ ba má tôi cho tôi trốn, tôi lên trên Sài Gòn tôi tìm việc làm gì đã, có một cái chỗ đứng rồi tôi sẽ tìm cách để tôi đi học lại. Thì lúc đầu ba tôi cũng ngại lắm, thấy một mình bây giờ không ai quen biết ở Sài Gòn hết trơn á, cứ đi lên cái đã. Thì sau đó ba tôi chịu cho đi thì thấy rằng ở đây cái sự cái cuộc sống, cái đời sống của lớp thanh niên nó mong manh quá, vì trước mắt là không có cái học, thứ hai đó là không biết chết vào lúc nào, với những cái sự ruồng bố tay, nhất là cái cuộc ruồng bố đó. Thành mình hình dung cái sự chịu đựng của người ta đó, ở trong cái thời kỳ đó nó làm như cái ly nước nó đầy, thế nhưng mà cái cuộc hành quân đó nó là cái giọt nước nó làm cho tràn cái ly nước, dẫn tôi đến cái quyết định tôi xin ba tôi để đi Sài Gòn. Yeah. Và nhiều khi tôi lại sáng này tôi mới nghĩ lại trong cái cuộc đời của người ta có những lúc nó có cái cơ hội có thể là như thế này như thế khác, nhưng nó là từ cái đó mà nó có thể giúp cái chuyển hóa được cái đời sống của mình nó tốt hơn. Yeah. Hay chuyển hóa được cái sự suy nghĩ của mình nó tốt hơn nữa. Thành thử rằng tôi nghĩ đó cũng là một cái cơ hội, dù rằng cái cuộc hành quân đó nó dẫn đến cái sự chết chóc rất nhiều bà con của ở Nha Mân và ở Sa Đéc, nhưng nó lại là một cái cơ hội đối với tôi để giúp cho tôi có một bước lên vững vàng hơn. Từ ngày ở Việt Nam, lúc ở dưới quê cho tới lúc mà lên Sài Gòn, khi mà gia đình ông đã làm việc ở Sài Gòn cho tới năm 75 và ra tới ngoài này, thì những cái cuộc hội họp gia đình, bà con thân thuộc đông đủ gia đình ông có không? Đúng là không có lúc nào hội họp đông đủ được ha. Chỉ có anh em với nhau cũng còn không có đông đủ được. Thì lúc đó mỗi đứa em cũng nó lớn dần, theo thời gian nó lớn lên rồi thì nó có cuộc sống riêng tư của nó. Chỉ có tôi gặp ba mẹ thì ba má chúng tôi thường hơn, chứ còn mấy đứa em thì thỉnh thoảng mới gặp được nó. Tại không có lúc nào mà hội họp được gia đình như cái thời kỳ trước năm 1945 hết. Yeah. Yeah. Và ba má ông ở với ông khi mà ở Sài Gòn? Và khi tôi lên Sài Gòn, ba má tôi ở tỉnh, ở Vĩnh Long. Thì chúng tôi có mua một cái nhà trả góp. Năm 1962 thì tôi mua được cái nhà trả góp ở Vĩnh Long. Thì lúc đó thì chúng tôi chưa có ở, mới sửa lại thôi. Thì lúc đó tôi còn đang làm ở sư đoàn 21 đồng trú ở Cần Thơ. Thì vợ chồng tôi với hai đứa con ở bên đó, lúc đó chúng tôi có hai đứa con, đó là một năm 62 đó, thì đó tôi được hai đứa rồi. Thì khi mà chúng tôi đi về Sài Gòn tháng 12 của 62 thì tôi theo ông thiếu tướng Tần Thiện Khiêm, ông đi về, ông vừa được thăng cấp mà vừa được giữ chức vụ ở trên bộ tổng tham mưu, thì ông đem tôi theo để làm chánh văn phòng. Rồi bây giờ cái nhà ở Vĩnh Long để ba má tôi ở đó, và chúng tôi gửi tiền về giúp mấy đứa em cũng giúp ba má tôi. Lúc đó thì ba tôi không có đi làm nữa. Ông là người, ông là trưởng nam ở trong gia đình, ông có giữ những hình ảnh kỷ vật của gia đình không? Có thể nói rằng tôi giữ nhìn hình ảnh rất là nhiều. Yeah. Và bây giờ cho đến bây giờ tôi có được tới
16 cái tập album mà cái loại lớn vậy nè, khổ lớn. Và trên mỗi cái hình đó thì tôi có viết cái dòng chữ để ở dưới, và người xem thì thấy hiểu liền chứ không cần phải hỏi. Thành ra vừa hình ảnh mà vừa có cái sự dẫn giải với những dòng chữ trên đó. Cái đó là cái quý nhất mà tôi nghĩ rằng đó là cái tài sản, cái một trong những tài sản. Sở dĩ tôi nói một trong những tài sản vì tôi còn một số tài sản nữa. Bây giờ thì qua đến cái thời kỳ chiến tranh của Việt Nam, sau khi đất nước bị chia đôi năm 1954, thì mặc dù ông là người miền Nam, không có trực tiếp mà vượt sông Bến Hải để đi tìm tự do. Tuy nhiên gia đình ông ngay thời gian đó thì ba ông cũng đã bị bắt, rồi sau đó cộng sản Việt Nam, cộng sản cũng đã trả tự do và cũng đã được trở về nhà trong cái năm 1952 phải không ạ? Rồi tới 1954 thì trong cái thời gian 1954 đó thì ông làm gì? Khi đó ông cũng được 24 tuổi phải không? 1954 thời gian đó ông làm gì? Thì tôi vẫn vừa đi làm vừa đi học. Như tôi nói năm 1947 khi tôi lên rồi đó, thì tôi được gọi vào nhập ngũ ở trường Thủ Đức vào năm 1953. Thế nhưng mà khi xem sức khỏe thì nói rằng tôi quản cho tôi được 6 tháng. Thì sau đó có một cái người thấy tôi vậy thôi, bây giờ đổi cái thẻ căn cước để hạ tuổi xuống. Thì đi làm cái đó thì chỉ bỏ tiền ra làm. Chị mới đi Pleiku lên trên đó. Thì lên trên đó có hai cái vợ chồng của người đó, tôi gọi là chú Hai Mỹ Pleiku. Đó là năm 1953. Thì hai bà này không có con, nhưng mà có cơ sở làm em ở trên tại Pleiku lúc đó. Thì mới nói thôi bây giờ tôi về ở nhà cũng đi. Thì tôi phụ trách về cái đi buôn bán trên đường Sài Gòn Ba Mươi Thuộc ở Sài Gòn Pleiku. Thì tôi thấy có vẻ hay, tôi nhận lời mặc dù tôi chưa biết buôn bán là gì cả. Thì ông thấy mình có cái ở cái thời đó, gọi là mình có cái khả năng để mà mình quản trị cái hàng hóa, cách thức tính tiền mua bán đồ này nọ đó thì mình tính được. Nhưng mà mình chưa có phải là cái người mà làm thương mại, cái làm ngành đó bao giờ. Nhưng mà rồi tôi thử cái được, thì ông mới giao cho tôi những chuyến hàng. Nhưng mà chỉ có được hai chuyến ba chuyến tôi bị bắt. Cứ qua cái năm 54 đó bị bắt. Thì tôi có lúc bị bắt là tại Ba Mươi Thuộc. Tại sao ở Pleiku mà bị bắt Ba Mươi Thuộc? Tại vì đầu năm khoảng tháng 3 1954 đó, thì lực lượng Việt Minh lúc đó gọi là cộng sản đó, thì là nó chuẩn bị nó đánh vô ở công tường với Pleiku. Thì lúc đó một cái GM gọi là group văn mobin, nó gọi là cái liên đoàn lưu động của Tây, từ An Khê đem lên đó. Lúc đó là ông Trung tá Khánh, sau này là ông đại tướng Nguyễn Khánh đó, ông chỉ huy cái đó đưa là để mà dàn trận đánh với cộng sản. Thì người dân ở công tường với Pleiku mới ào ào chạy xuống, người thì đi Quy Nhơn, người thì xuống Ba Mươi Thuộc. Thì tôi mới đi theo gia đình của chú Hai Mỹ này xuống Ba Mươi Thuộc. Không có độ thì cái lúc đó tôi mới đi ra, tôi hỏi thăm cái tình hình ra ngoài sao, trên đường đi từ Sài Gòn Ba Mươi Thuộc lên sao. Tôi bị anh cảnh sát anh xét cái giấy tờ, tôi anh nói cái giấy tờ này là giả. Thì cái lúc đó tôi mới nghĩ trong bụng, mặt ở ngoài thì mình ra làm cái vẻ hôn dẫn ông này tại sao gọi là giả, nhưng mà thâm tâm tôi công nhận anh này giỏi. Anh nhận ra cái giả của tôi. Cái bác đưa vô cái trại nhập ngũ, mới đưa vô nhập ngũ rồi mới đưa vô cái trung tâm, gọi là trung tâm huấn luyện Ban Đông. Ban Đông đó thì nó gần cái giáp biên giới với Miên. Thì đó có cái trung tâm huấn luyện mà từ cái người chỉ huy trưởng cho đến cái người huấn luyện viên đều là người Pháp hết. Thì vô trong đó rồi cái thì chừng tuần sau ở Bộ Tổng tham mưu có cử một cái phái đoàn xuống để làm một cái test. Trước hết là test những gì văn hóa của lớp 11. Xong rồi mới cái test về những cái gọi là cái phản ứng nhanh. Bởi vì cái lúc đó người ta bắt đầu, đầu tiên đó là lần đầu tiên được áp dụng theo cái phương thức trắc nghiệm của người Mỹ để mà tuyển chọn sinh viên vào trong trường quân sự. Thì ngoài cái văn hóa ra thì người ta mới tuyển là còn những người có cái phản ứng nhanh. Bởi vì khi mà ra chiến trường đó, người ta đòi hỏi một cái người chỉ huy phải có cái phản ứng nhanh. Thì
có thể nói là thi gần 200 cái hình vẽ, mà chỉ có một nghĩa là một cái tích cắt thôi để trả lời một cái câu của mỗi một cái hình. Và rồi thêm cái nữa là nghe, cái độ nghe, cái còn kia là mọt rồi đó, nghe tít tít te te tít tít te tít te tít tít te te tít tít, đại khái độ dài độ ngắn, để biến cái độ dài độ ngắn thành cái chữ, cái một cái mỗi một độ dài ngắn là một cái mẫu tự. Thế thì qua những cái test đó tất cả là 8 ngày, từ cái chỗ mà 600 người thì còn lại được có 9 người thôi. Tôi là một trong 9 người đó đưa về trường Thủ Đức. Đó là tới từ từ 52 cho đến 54, đó là cái công việc của tôi như thế. Mà rồi đó, từ đó tôi bắt đầu vào quân đội. Khi mà đến trường Thủ Đức đó là ngày 12 tây tháng 5 1954. Dạ. Thưa thế thì đến năm 1963 thì ông ở trong quân đội với cấp bậc gì và lúc đó ông làm ở đâu? Dạ vâng, lúc đó tôi là đại úy chánh văn phòng với thiếu tướng Trần Tiến Khiêm, lúc đó ông giữ chức tham mưu trưởng liên quân. Mà từ nhờ cái tôi đi, ông đem theo để làm chánh văn phòng, tôi ở tổng tham mưu đó, nhờ đó mà tôi gọi là một người, tôi không phải là người trong cuộc của những cái cuộc mà đảo chánh cho đến 75, cho đến cái giờ thứ 25 của cái chiến tranh Việt Nam của mình, 7.583 ngày, tức là 20 năm 10 tháng và 9 ngày cái cuộc chiến tranh của mình kể từ ngày 20 tháng 7 1954, thì tôi mới biết được nhiều việc ở trong đó. Thành ra trong cái cuộc mà đảo chánh 1-1-3 đó, thì tôi là cái người được ông Khiêm giao cho tôi cái nhiệm vụ mời những vị trong cái hội đồng quân nhân cách mạng và mời những vị để cách ly với cái cuộc đấu tranh, tức là những cái người đó gọi là những người mà hội đồng quân nhân cách mạng cho rằng là thân tín của ông tổng thống Ngô Đình Diệm, tức là gọi như là giam giữ đó, nói chữ nó trắng trợn vậy thì thật sự là nói cho nó nhẹ nhàng, tức là cách ly với cái cuộc đấu tranh đó. Đó là trong cái, tức là có rất nhiều việc, rất chi tiết trong cái ông này. Ông có thể chia sẻ một những cái gì mà ông biết về cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm? À vâng, thưa phải vậy thì hơi dài một chút, đi trở lại từ đầu về cái cuộc đấu tranh này. Thế là chúng ta sẽ gói gắm trong vòng khoảng 10-15 phút. Dạ, thì sáng cái ngày mà 1 tây tháng 11 đó, thì hôm đó là cái ngày lễ các thánh tử đạo. Thật sự tôi không biết lễ gì, tôi chỉ biết lễ cái Thiên Chúa thôi. Nhưng mà anh bạn tôi là anh Bùi Công Minh, lúc đó là sĩ quan tùy viên của ông đại tướng Lê Văn Tị đó, thì nói tôi hôm nay lễ các thánh tử đạo, tôi được nghỉ buổi sáng. Thì ông mới kêu tôi lại, ông mới giao cho tôi hai cái danh sách. Và đầu tiên ông nói với tôi, ông nói rằng là đây là một cái bí tố mật, tôi nói với chú, mà chú nói với bất cứ một người nào khác bị tiết lộ ra ngoài thì chú là cái người bị đứt đầu trước tôi. Thì tôi thấy cái vấn đề tự nhiên nó hết sức là quan trọng. Mặc dù tôi biết qua cái cuộc đảo chánh của ngày 11 tháng 11 1960, lúc đó tôi học ở trường đại học quân sự, thì cái bản danh lúc đó của các ông ấy thì ngay trong cái trường đại học quân sự, thành ra tôi được biết có một chút ý niệm về thế nào là cuộc đảo chánh. Thành thử bây giờ ông nói như vậy thì tôi lại nghĩ đến, phải chăng có thể đây lại là đảo chánh, chứ tôi chưa nghĩ gì hơn. Thì ông nói với tôi vậy rồi tôi nói, vâng tôi rõ. Thì ông mới giao cho tôi hai cái danh sách. Một cái danh sách đó là để mời các vị đến ăn cơm trong cái gọi là cái hội đồng quân nhân cách mạng đó, ăn cơm ở câu lạc bộ. Tôi lo thức ăn, tất cả mọi thứ tôi lo. Còn một danh sách nữa tôi mời để mà vào trong cái phòng họp để mà cầm giữ ở đó, tức là cách ly của đội tránh ở ngoài. Thì đúng một giờ, tức giờ đó là trong quân đội gọi là giờ rê, mà là đúng là giờ bắt đầu của cái cuộc đấu tranh đó, thì là tất cả các cửa tổng tham mưu đóng lại hết. Rồi thì ở trong cái phòng họp này cũng phải đóng lại. Tôi mới đưa quân cảnh đến canh gác ở ngoài cửa này. Thế thì đó là ngày nào? Tại đó ngày 1 tháng 11 1963. Thì cho đến buổi chiều, tức là nó diễn tiến nhiều lắm, xin cũng những cái nét chánh đó thôi. Thì tới chiều, có 5 giờ chiều đó, thì ông có một cái điện thoại của anh Đại Quý Bằng. Đại Quý Bằng là sĩ quan tùy viên của tổng thống, mà ông ngồi ở tại phủ tổng thống thôi, ông không có đi ra ngoài. Thế thì ông gọi tôi, ông nói rằng là anh mời ông Thiếu tướng Khiêm tiếp chuyện với tổng thống. Thì bởi vì lúc mà tôi ngồi cái bàn này thì trong cái phòng của cái hội đồng quân nhân cách mạng thì lúc cửa mở ra, tôi mở thường xuyên để tôi nhìn thấy tất cả trong cái quý vị cần mắt tôi được vô, tại vì các ông mười mấy vị ngồi trong á, tôi ngồi ngoài. Thì cái
trong đó có ba cái điện, bốn cái điện thoại thì có ba cái nó parallel với ba cái tôi ngoài này. Thành ra tôi để ông nói xuống, tôi chạy vô, tôi cầm ông nói trong, tôi đưa lên, tôi mời ông Tư tướng Khiêm nói chuyện, thì ông Trung tướng Duy Minh ông mới giật lại. Thì ông nói rằng là sau này ông mới nói chứ lúc nói chuyện đâu mình đâu có nghe được, vì có trong kia cầm ông nói thì tôi không có quyền nghe được. Rồi tôi gác nói lại, thì sau đó mới nghe nói rằng là Tổng thống muốn nói chuyện với ông Tư tướng Khiêm, muốn ông muốn để cho ông ra đi như một Tổng thống. Thế thì ông Trung tướng Minh ông không có đồng ý, thì ông mới dặn ông nói xuống, rồi ông nói với các vị đó tôi mới nghe được. Xong rồi một chút xíu sau đó, tôi nghĩ chắc chừng 5 phút, thì ông để cái bằng gọi lại, cũng nói vậy, nó vẫn muốn Tổng thống muốn nói chuyện với Thứ Thiên Kim chứ không muốn nói chuyện với Trung tướng Minh. Thế tôi lại tôi vô, tôi mời, tôi cầm ông nói lên để mời Thứ Thiên Kim nói chuyện, thì ông Trung tướng Minh ông giật nói ông gác ông nói xuống lại, cái ông nói ngày xưa gác ông giữ lại, tức là không nói chuyện. Thì cho đến 7 giờ tối cái ngày hôm đó thì Hội đồng quân nhân họp lại, nếu tới ra lệnh cho không quân ngày mai sẽ đánh bom vào Chinh Gia Long, nếu như tới lúc 7 giờ sáng mà ông Tổng thống Diệm không đầu hàng đó, sẽ đánh bom và cho thiết giáp với thủ lục chiến tấn công vào. Thế thì tới 5 giờ sáng ngày hôm sau, vì cái đêm có thức sáng đêm mà, trong đó tất cả các vị có thể ngủ ngồi qua không lại, nhưng mà tôi đâu có ngủ được, cá nhân các ông ngủ được nhưng mà tôi ngủ, bây giờ ông nào cũng có thể gọi tôi hết, bởi gọi sai lầm này kia nên nước uống lo ăn cả ban đêm, tất cả mọi thứ hỏi nơi nào đó ông nào có liên lạc chưa, hay là tất cả những cái điện thư mà gửi về đó tôi phải chuyển ra ngoài Đài Phát thanh Sài Gòn, rồi tôi chuyển ngay trong đó luôn. Thế thì tới 5 giờ sáng có cái điện thoại, thì lúc đó thì tôi mất chạy ra ngoài qua cái phòng bên, thì ở trong reo tới 3-4 lần tôi chạy trở qua, thì trong đó ông Thứ Tướng Kim đã nhận cái ông nói lên rồi, ông thấy tôi không có ngoài này đó, ông mới cầm nói lên. Thì sau đó thì ông mới kêu tôi vô, ông nói rằng là ông Tổng thống Diệm ở trong nhà thờ Cha Tam, gọi đem xe vào đón ông, thì bây giờ chú phải xuống ở dưới đó để coi, thì đón ông Tổng thống ra, để khi mà cái xe chở Tổng thống về tới đem chiếc xe đó vô đậu ở trong cái sân vận động ở trong bên ngay ở trong khuôn viên của Tổng thống Mưa, có cái sân vận động nhỏ nhỏ ở trong cái tòa nhà chánh, bên cạnh đó nó có một cái sân vận động, thì chú đem ra cho quân cảnh gác đừng cho một người nào tới, rồi lên cho tôi biết. Vâng, thì sau đó thì tôi biết là có xe, có đoàn xe vô đón, có Trung tướng Mai Hữu Xuân đi với ông đại tá Dương Ngọc Lắm, và trưởng cái đoàn an ninh đó là ông thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa, người lái xe là ông đại quý Phan Hoài Hiệp, ông Nghĩa Dương Hiệp cùng là thiết giáp. Thì bây giờ dẫn đoàn thiết giáp đi, thì hai ông đi, hai ông sĩ quan để mà lo cái đoàn an ninh của cái đoàn đó. Thì khi về tôi đón rồi, tôi chỉ xe vô đậu rồi, tôi chỉ cho quân cảnh đến gác rồi, tôi mới chạy lên tôi trình. Tôi trình thì ông, thì lúc trình nó tất cả các vị có đủ hết, thì ông Dương Dương Minh ông mới nói rằng ơ thôi mình đi xuống đi. Cái thì ông Khiêm có nói một cái câu, ông nói rằng dù sao thì mỏ thấy ông mỏ cũng bụi ngùi, thôi cắt toa đi. Thì ông nói như vậy, nhưng mà tất cả hơn 10 vị đã đi rồi đó, thì ông cũng đi theo, rồi tôi là người đi sau. Thì khi xuống đến cái bậc thang cuối cùng của cái tầng trệt đó, thì các vị kia đã đứng ở ngoài từ trước cái hành lang rồi, thì các ông quay trở lại vô, thì ông Thứ Tướng Khiêm hỏi vậy, có chuyện gì vậy? Ông Trung Tướng Minh mới nói rằng hai ông chết rồi. Thì lúc đó khi ra tới hành lang thì ông Thiếu Tướng Xuân ông lên báo cáo là mission accomplished, tức là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Thì lúc nói thì tôi không nghe, nhưng mà sau này tôi mới biết được ông nói cái câu đó. Thì lúc đó là cái ông sau này tới ngày 15 tây tháng 11 1991 tôi mới được nghe được cái chữ mà mission accomplished. Thế thì trở lại là khi rồi tất cả các ông quay trở vô đi lên, thì cái chết nó rồi sao đem qua bên cái trạm xá ở xéo xéo cửa của cái tòa nhà chánh để cho ông trung úy bác sĩ Quỳnh Văn Quẩn, vì sao có một thời gian ông làm tổng trưởng y tế, thì ông lao rửa rồi thì ông trung tướng Duy Nhân Đôn kêu ông trung tá Luôn chỉ huy trưởng tổng hình dinh tổng tham mưu đi mua hai cái quan tài đem về để mà tẩm liệm hai vị vào trong đó. Thì cái chết này đó nó dẫn đến cái nhiều cái giả thuyết lắm, có người thì cho rằng thế này người cái khác, rồi có một anh gọi là lái chiếc xe, anh nói là anh lái chiếc xe M113 đó, anh về tới khi mà tới cái chỗ cái đi đường Hồng Thập Tự
vừa qua khỏi cái bảo bảo sơn điện Từ Vũ á, thì lúc đó có xe lửa chạy ngang, cho nên có cái cổng xe lửa đóng xuống thì làm xe tới đây phải ngừng lại. Ngừng lại rồi thì cái anh này mới nói rằng anh lái xe, anh được lệnh lái xe vô chỗ bộ tư lệnh cảnh sát. Thì vô được cảnh sát và người ta là coi như là người ta đánh ông gần chết ở trong đó rồi, mới bỏ lên xe trở lại rồi mới đi. Rồi đi khi mà cổng xe lửa mở lên thì làm xe đi. Thì cái anh mà nói đó thì anh nói rằng anh là người lái xe, nhưng mà tôi vẫn không tin ở chỗ này. Là vì cái thời gian đó để cho chiếc xe lửa đi ngang đó đâu có quá lâu để cho mất đủ thời gian để anh nhận cái lệnh rồi mới quay đầu xe lại mới lái vô trong cảnh sát rồi mới trở lộn ra thì cổng xe lửa dở lên để đi. Thì tôi thấy nó có một cái gì không ổn. Nhưng mà anh Dương Hiếu Nghĩa là cái người thuật lại cái chuyện đó, thì có người nói rằng anh Dương Hiếu Nghĩa giết, nhưng mà cái cách nhìn của tôi thì không phải người giết, không phải là anh Dương Hiếu Nghĩa, là khá nhẹ. Thì mình nhớ cái lệnh từ đằng đâu ra làm sao. Thì tôi cái nghi vấn, thì bây giờ cái đó là cái kết mà ông Diệm chết rồi, thì cái vấn đề đặt ra là ai giết ông Diệm và ai là cái người ra lệnh giết ông Diệm, và cái người ra lệnh ông Diệm ra giết ông Diệm có phải chính người đó ra lệnh hay là đằng sau lưng của cái người đó nữa, đó là cái vấn đề. Thì tôi có phân tích trong cái cuốn sách tôi nói về cái vấn đề này. Lát nữa tôi sẽ đưa cho chị xem một cái loạt sách tôi viết liên quan về cái những vấn đề cho đến ngày bây giờ. Từ khi tôi vào Ấn Độ cho đến bây giờ tôi được bây giờ đến đây có 4 cuốn trong một bộ, mà sắp sửa có cuốn thứ 5. Khá vậy. Dạ, xin cảm ơn ông. Thế thì bây giờ qua tới cái vụ chốt lịch sử khác, đó là cái cuộc tổng công kích của Cộng sản Việt Nam vào miền Nam trong cái năm 68. Dạ. Thì thưa ông, khi đó thì ông đang làm gì và ở đâu? Lúc đó tôi là trung tá tỉnh trưởng Cần Thơ. Dạ, mà tôi đánh với nhau với Việt Cộng ở tại thành phố Cần Thơ trong cái trận mậu thân đó. Nhưng mà những cái tin tức thì nó được cái là một anh bạn mà làm ở trung tâm hành quân bộ tổng tham mưu đó, thì ảnh thường ngày ảnh cho tôi một bạn, tại vì tôi và ảnh cùng phá nhau. Và ảnh là ngay cái lúc mà cái đêm đó mà đánh đó, đêm độc, để nhớ rằng cái đánh tất cả các cái tỉnh, các thành phố của Việt Nam, miền Nam Việt Nam mình đó, của Việt Nam Cộng Hòa mình đó, thì là hai cái đêm trước và đêm sau. Thì cái đêm trước thì tôi với Cần Thơ chưa bị đánh, cho nên anh gọi điện thoại xuống cho tôi biết rằng là bây giờ vừa rồi nó đã đánh vô đâu rồi, lát nữa anh gọi cho biết, chỉ biết vậy đó. Xong rồi tôi mới chuẩn bị rồi, thì là hôm sau thì cái thành phố Cần Thơ tôi mới bị đánh. Dạ. Nghĩa là chứ tôi cũng có được những cái tin tức để tôi chuẩn bị trước để mà đối phó. Dạ. Ông có thể chia sẻ một chút chi tiết về cái trận đánh ở tại Cần Thơ. Ở tại Cần Thơ tụi tôi đó thì cái khoảng 3 giờ sáng của cái hôm đó là cái ngày 1 Tây tháng 2, bởi vì nó tấn công vô là đêm 30 chứ không được tôi 31, tức là cái đêm đó là mùng 1 Tết, cái đêm mà đánh vô Cần Thơ là đêm mùng 1 Tết. Thì lúc 3 giờ sáng đó, thì tôi được cái toán mà thăm báo của tụi tôi cho hay đó, nó có khoảng chừng 12 đứa nó đi vào trong cái gọi là cái hành lang nhỏ, nó sẽ đến xâm nhập đó, là đi dọc theo cái việc Đại học Cần Thơ và nó chui vào trong cái sau lưng của bộ tư lệnh quân đoàn 4. Thì lúc bây giờ tôi mới lên xe đi, tôi và tùy viên với một cái hai người cận vệ, và tụi tôi 5 người đi trên cái chiếc xe Jeep mới chạy vòng hết. Mà lúc đó khoảng 3 giờ sáng đó, thì tôi đi mới ra gặp anh Phó Nội An của tôi đi, anh Đại Quý Phó Nội An. Tôi mới nói thôi anh Nhàn đây, anh là Nguyễn Thanh Nhàn, anh là Đại Quý. Tôi nói bây giờ để tôi mượn hai chiếc xe thiết giáp đi tuần thường xuyên đó, của tức là cái loại ngày xưa nó cũng AM-18 chạy bằng bánh đó. Thế thì ông mượn của cái bên quân trấn Cần Thơ, bây giờ anh ở đây anh canh, anh phục kích, nó là anh phục kích tụi nó. Bởi vì thông thường á thì nó vô nó đột kích sáng mười sau nó trở lộn ra trước khi trời sáng, thì bây giờ tôi chắc là nó sẽ đi ra con đường này, nếu nó sẽ đi chứ không còn cái lối nào để nó ra được. Thế thì anh bây giờ anh phục kích ở đây, tôi mới đi. Tôi rồi anh mượn hai chiếc xe tuần tiểu liên lạc với quân trấn, tôi mượn được rồi, cái thì anh ở đó thì tôi mới đi. Tôi tiếp tục đi vòng, thì tôi mới đi lại đằng cái đi qua chỗ cổ bờ một cái con đường lộ mới ra tới cái đại lộ Hòa Bình, thì tôi mới ngừng ở đó. Ngừng ở đó thì tôi mới vừa quay qua bên tay trái chút cái thì lại một cái chiếc xe thiết giáp
kia cũng của quân Trấn bị bắn. Bị bắn cái tôi gần lại ngay sau lưng nó liền. Gần sau lưng rồi tôi bước xuống thì bên kia nó bắn ngay vô chiến xe của tôi. Thì lúc đó tôi xuống rồi, anh tài xế cũng xuống rồi, thành ra tụi tôi không có sao. Tôi mới nói thôi được rồi, bây giờ tất cả mấy thầy xuống nhắm lên cái nóc của trường tiểu học, bây giờ nó trên đó bắn xuống, lên bắn lên đó. Bởi tôi với một số anh nữa mới leo lên xe kia, đem những anh bị thương xuống, đem bị thương xuống đang chở vô trong cái bên giữa ba giải chiến liền. Thì lúc đó chưa có quân y viện Phan Thanh Giản. Thế thì làm xong cái đó rồi, cái thì chúng tôi kêu cái trong cái đại đội hành chánh tiếp dẫn từ tôi đó, em một cái tiểu đội đi vô trong cái trường tiểu học, mò lên đi lần dần lên trên đó. Tôi mới chạy vòng qua tới cái bên cái chỗ ti thông tin, tại vì bên đó có máy móc của cái sửa soạn để mà ráp ráp cái đài truyền hình Cần Thơ, thành ra máy móc nó nằm ở đó. Tôi mới sợ hư đi, tôi mới qua thì em cảnh sát em mới nói tôi trung tá bây giờ phải cho tụi tôi rút, chứ bây giờ ở đây không được. Tôi hỏi tại sao không được, nó nói rằng tụi nó đằng trước đông lắm. Tôi hỏi trước là chỗ nào, các anh chỉ cho tôi, tại vì đó nó hai con đường, hai bên đường Nguyễn Thái Học ở Cần Thơ, ở giữa nó có cái bãi trống rộng lắm, thì đó là cái bãi xe đậu xe vận tải. Thì tôi mới nói tôi được rồi, anh cứ ở đây tôi đi. Tôi nói vậy chứ nhưng mà mình cũng chưa biết là nó đông như thế nào và có nó làm sao. Cứ từng bước đi tôi mới chia xuống, bây giờ đi bỏ xe xuống đi bộ, để tài xế ngồi giữ xe thôi, còn để bốn đứa tôi xuống đi. Thì mỗi người đứa có cái súng trong tay, thì cứ chia ra cứ đi từng người lên nè. Nên thì không có gì hết, lục hết các cái xe cũng không có gì hết. Tôi mới trở lại tôi nói với anh cảnh sát, tôi nói không có đâu, tôi mới đi đằng đó rồi không có ai hết á, anh cứ ở yên đây không có gì hết á, đừng để bị phá cái tài sản này. Xong rồi đi cho tới sáng, ủa sao không thấy nó rút ra, không có rút ra. Thì tôi nói ủa sao lạ kìa, thường thì nó đi đâu chứ có bao giờ nó ở lại đâu. Thì tôi mới đi vô tới cửa bệnh viện ba giải chiến, tôi đi thăm hai anh mà bị bắn hồi lúc gần khoảng 4 giờ sáng đó. Thì tôi đi vô trong thăm, bị lúc đó trời cũng chưa sáng hẳn đâu, tôi nghĩ khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ thôi, chưa sáng hẳn. Thì có một bà cụ, bà mới kêu tôi, ông tỉnh trưởng ơi, bây giờ tôi chỉ cho ông có cái nhà nó đang ở, tôi chắc phải 7-8 đứa lắm. Tôi hỏi chỗ nào, cụ chỉ tôi đi. Thì chỉ cho tôi cái nhà, nó nằm ngay cái góc nhỏ xíu của cái đường Nguyễn Thái Học, có đường đi vô, mà có đường mương lộ thiên đó, nhưng mà nó sâu lắm, hai bên nó xây đá, xây gạch đó. Thì tôi mới tới cái nhà, tôi gõ cửa, thì có anh chị thò ra, chị nói với tôi, thì lúc đó tôi có hai người thôi, tôi với anh Nghiệp Tư, ảnh mang cái em 79, và tôi thì em 16, tức là lúc mới ai em 15, chứ chưa có em 16, mà em 79 là hai cây súng này là do một cái phi hành đoàn trực thăng cho tôi với cách riêng. Thì tôi mới đưa cho anh này cầm cái M79, thì tôi AM15, thì có hai đứa tôi tới thôi. Thì chỉ trong nhà cửa, nó ở trên lầu tôi, bảy đứa. Thì ông cẩn thận, nhưng mà đừng có bắn sập nhà tôi, tôi chết trong này tội nghiệp lắm. Nói không, tôi cố gắng hết sức, tôi sẽ giữ. Cái vừa nói như vậy là trên cái lựu đạn rớt xuống, nó thả lựu đạn xuống mà xuống ngay cái đường mương đó, là cái tại vì tôi nói cái đường mương cái lỗ thiên sâu đó là nó giúp cho tụi tôi được thoát cái đó. Thì là cái anh điều viên tôi, anh bị có một cái miệng nhỏ bên cánh tay trái, không có sao hết đó, nó xước một chút, giống như mà bị cái gai gì lớn nó cào đi một đường, vẽ một miếng, không có sao. Thế tụi tôi lui ra cái quán nhà bên kia, vì biết chắc nó ở đó rồi, nhà đối diện. Thì tôi mới nói anh, bây giờ tôi nói cái anh tôi đó, anh nó bây giờ ở trên Samato á, anh Lâm mà có cái trường dạy về anh ngữ ở trên đó đó, cái gì Lâm nhỉ, anh nói là cái gốc ba của anh là hội đồng tỉnh ở Kon Tum á. Bây giờ anh cho tôi với anh đi đó. Tôi nói bây giờ để tôi bắn AM15 này một loạt, thấy không, anh đưa cái M79 tôi. Cái anh ơi tụi ta coi chừng tụi nó thấy cho mình B40 qua. Thì bây giờ làm sao, bây giờ thì cứ giữ mình phải đánh thôi. Cái tôi bắn một loạt ra, không nghe nói gì, thấy cho nó một cái M79 cũng không nghe nói gì trơn á. Mà lát nghe có vẻ như có tiếng lao sao của người mình đó, thì như vậy chứng tỏ nó bị thương, thì ít ra nó cũng bị thương rồi. Cái tôi làm thôi, giờ tụt xuống trở qua nhà chị đó, hỏi bây giờ đâu. Thì nay nó tụi nó chạy qua mà sao rồi, chắc nó qua bên nhà ngủ Nam Phương, có khách sạn Nam Phương đâu biết, tại vì ở ngay góc đường
chỉ góc đường nhỏ này thì nhà ngủ Nam Phương dây ở đây, nhà chỉ bên này thì nó chạy qua đây thì qua nhà ngủ. Tôi mới băng vào đó. Thì lúc bấy giờ đó tôi có gọi cái anh Trung Quý Tân, đại đội trưởng đại đội 826 bị động quân. Ôi xin lỗi, địa phương quân của tụi tôi ở bên xóm Chài. Bây giờ khi mà bắt đầu mà cái chiếc xe thiết giáp như chiếc xe tôi bị bắn từ trên cái nóc trường tiểu học, tôi mới gọi anh Tân đó. Mà anh mới chạy về, anh dắt một trung đội chạy về. Vậy thì cái lúc mà tụi tôi vòng qua tới chỗ cửa nhà ngủ Nam Phương đó thì là anh tới. Thì chỗ này đó thì cứ lên đó thì có bốn đứa chết, chúng tôi lấy được hai cái súng. Rồi như vậy nó còn chừng 3-4 đứa nữa thôi chứ không có nhiều. Cái qua đó, qua bên cái chỗ nhà khách sạn Nam Phương thì tôi mới lại bị nó ở trên á, thì tôi mới thấy cái bà chủ đông lắm, tôi thấy đông người đó, tôi mới quát quát lại gần đó, tôi mới hỏi, nói nó ở trên á, thì bây giờ tôi nói bây giờ mấy bà làm ơn băng qua bên kia đường đi, để đây tôi sẽ đánh cái tụi này. Thì bà chủ tội nghiệp ở méo máu mà nói rằng xin tỉnh trưởng giữ đừng làm cho sập cái nhà ngủ của tôi, mình ở nhà quê mình gọi là nhà ngủ. Thì tôi nói dạ tôi sẽ cố gắng hết sức, bởi vì cái đó là cái trách nhiệm của tôi phải giữ gìn tài sản cho bà con. Thì tôi không phải là tôi mục đích tôi diệt nó, chứ không phải là tôi làm sập cái nhà của bà. Thì bà chạy cũng chưa được hết. Thì lúc đó bộ chỉ huy tôi, lúc đó sáng rồi, bộ chỉ huy tôi mới chạy tới cái nhà bên kia đường rồi. Cái lúc mà đêm đi đó chỉ có chiếc xe tụi tôi thôi. Sau đó anh tham mưu trưởng rồi với mấy phòng tụi tôi mới tới đó. Thì bên này Tân anh tới, anh mới tới rồi cái là ảnh cũng xin của thằng Mỹ cũng được cây mà M79, tức là cái súng bóng lụ mà của Mỹ đó, Tô Tân. Thì mới là tôi một cái, thôi mới tôi cầm hai đứa mới leo lên trên cái mái nhà. Mà cái mái nhà nhỏ người ta không biết cất của đó làm cái gì, nhưng mà không có xài tới, ở sát ngoài đường á. Rồi lên có bước lên cái hàng rào, lên tới cái mái nhà. Và thì lên rồi nó có, tôi nói bây giờ anh một bên tôi một bên, nhắm vô cái cửa sổ bắn, hai đứa mình cùng bắn. Tôi nói 1, 2, 3 rồi vô hai cái cửa sổ toàn ra. Thì không nghe nói gì hết trơn ở đâu đó. Nhưng mà hai đứa tôi bị rớt dưới. Rớt lý do là cái nhà nó cũ rồi, bị hai thằng bắn một lúc, rồi bị tiếng dội đó, gãy mấy cái cây mà học cái đòn tay, cái kèo, cái ruôi gì đó nhỏ nhỏ đó. Tôi rớt đất đau quá, nhưng mà lúc đó thì đâu có nhận ra được. Tới khi mà chiều về nhà mới tự nhiên sao nghe rát quá mới biết là mình đã bị cái cây nó cào từ hồi cái buổi sáng khi té chỗ đó. Khi chạy lên trên cái đó thì trên đó mới là có ba thằng chết, mà con đứa chết trong cái hồ tắm á. Cái hồ tắm ở trong đó, hồi đó mình xây cái hồ bằng ấy, cái hồ nước thì đúng hơn, chứa nước ở trên lầu, à, đúng là cái hồ nước trong cái hồ tắm. Rồi anh chết trên đó thì coi như hết cái tụi đó. Thì cái cánh quân tụi nó vô đó, còn cái bên lại đó, một bên nữa sau lưng của quân đoàn còn ở đó. Nó còn ở đó rồi tới tối hôm đó nó mới đốt nhà. Nó đốt nhà rồi nó chạy thoát ra ngoài rồi. Đó là cái cho cái lần chiến thứ nhất đó. Thì lúc đó đó, không phải một mình tôi đánh. Tụi tôi cái quân gọi là cái các đơn vị địa phương của tụi tôi, mà sư đoàn 1 có đưa quân lên, đưa cái tiểu đoàn. Bây giờ ông Trung tá Dương Văn Trổ là ông ở đây, lúc đó anh là tiểu đoàn trưởng của cái tiểu đoàn đó. Anh Trổ thì đánh giặc nổi tiếng ở miền Tây. Anh tưởng ra rằng là anh thì đánh ở phía ngoài rìa, anh chẳng đánh ở tiểu đoàn ở ngoài á. Rồi còn cái lần thứ hai nữa, lần thứ hai nữa thì nó chỉ đột nhập vô tới trường đại học, ở viện đại học Cần Thơ thôi, nó lên trên lầu á. Thì lúc đó thì anh hai cái tiểu đoàn của sư đoàn muốn đánh tụi nó ở phía ngoài, nhưng mà một tốt nó đột nhập vô đó. Thì lúc đó ông thiếu tướng Mạnh là tư lệnh sư đoàn, ông trưởng tướng Minh là tư lệnh sư đoàn 21, ông từ Bạc Liêu ông lên. Thì hai vị tướng đó mới kêu tôi lại, đây là lần thứ hai thì mới kêu tôi lại. Ông nói bây giờ cái tốt ở trên lầu là tôi sẽ cho phi cơ đánh. Tôi nói bây giờ thiếu tướng cho phép tôi đánh bằng địa phương quân, tôi đánh tối nay tôi đánh. Chứ bây giờ nếu mà đây mình có một cái cơ sở của cái viện đại học, bậc đại học ở tại miền Tây của mình, mà đâu có phải dễ dàng mà mình có được. Thành thử rằng là tôi muốn giữ cái cơ sở này. Thì ông giận quá, ông mới nói Việt Cộng là tôi phải giết, còn anh muốn giữ cái gì đó anh giữ. Thì ông có thể nói đúng về phần của ông, nhưng mà thật sự ông còn kiêm cái chức đại biểu chính phủ, chứ không phải là thuần túy quân sự không. Còn tôi, cái trách nhiệm tôi phải giữ. Thế thì tôi mới nói tôi được rồi, thì thiếu tướng xin phép thiếu tướng để tôi chở ông giáo sư Phạm Hoàng Hộ là viện trưởng viện học Cần Thơ đến để ông chứng kiến. Cái tôi đi lên trên Bình Thủy, tôi chở ông xuống.
Tôi năn nỉ ông, cái ông chịu xuống. Rồi xuống cái ông đứng không có lúc bắn. Thì trước khi bắn thì bắn hai cái trái đại bác trước, hai cái pháo binh nó bắn trước. Nhưng mà nó bắn tại vì bắn không trúng cái nóc, cho nên đạn đi luôn, đi luôn vô cái trong cái đại đội hành chánh tiếp dẫn. Tôi làm hai anh bị thương, nó rớt trong cái sân của hành chánh tiếp dẫn. Thì tôi sau đó phi cơ mới bắn, tôi còn giữ được cái hình ảnh mà lúc cái chiếc cái gọi là cái sự mà tan tác của cái viện đại học Cần Thơ sau cái trận tới một thân đó. Và rồi tối hôm đó thì tôi ông mới chịu cho tôi đánh mà bằng địa phương quân. Thì tôi tổ chức rồi 12 đứa, tôi nữa, kể cả tôi là 12 người. Đến là tối đó lên đánh tụi nó. Nhưng mà rồi tụi nó rút ra, rồi cái đóng tiêu rồi. Đi lên trên đó thì không còn gì nữa. Ngày cái đó là cái phần riêng ở tại ở thành phố Cần Thơ tụi tôi đó, là trong Tết Mậu Thân vậy đó chị. Như vậy thì trong cái Tết Mậu Thân thì xã Cần Thơ không có bị thiệt hại chi nhiều. Dạ, ở qua là phía người dân không bị thiệt hại, ngoài cái khách sạn Nam Phương có bị nốt hai cái tường ở trên. Với lại trường đại học Cần Thơ. Dạ, với cái viện đại học Cần Thơ. Ngoài ra các còn cái khu nhà ở đằng sau đằng bốn là tụi nó đốt nhà. Chứ còn những cơ sở thương mại ở trong cái khu phố thương mại buôn bán đó, thì không có sao hết. Thưa ông, đã sống và làm việc dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như là thời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Dạ. Ông nhận định gì về hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa? À, tất nhiên là mỗi con người ta ai cũng có cái tốt và cái xấu. Nói hai cá nhân vị đó cũng có cái tốt cái xấu, mà nói về hai chế độ cũng có cái xấu cái tốt. Tôi đánh giá là ông cá nhân ông Ngô Đình Diệm, ông Tổng thống Ngô Đình Diệm thôi, là một người rất tốt, rất là cẩn trọng trong việc làm. Nhưng mà xung quanh ông còn có những người anh em của ông. Ngoại trừ ông Ngô Đình Luyện, năm 1963 lúc đó ông là đại sứ Việt Nam tại Anh Quốc, là một người rất ít dính dáng đến những cái điều mà người ta gọi là gia đình trị đó. Trước nhất tôi phải có một cái quan niệm rất rõ ràng, anh hay em hay vợ hay chồng của cái người làm tổng thống, tự đó không phải là cái tội. Cái tội là khi lợi dụng cái người mà lãnh đạo đó là anh hay em hay gì của mình đó để làm những cái chuyện mà pháp luật không cho phép, đạo lý con người không cho phép, đó mới là cái tội. Nhưng mà cái tội đó phải nhân lên hai lần. Thành thử ra đó, trên báo chí cũng có đăng rất nhiều nói về gia đình trị. Không biết có phải là quá đáng hay không, tức là tùy theo mỗi người có một cái nét nhìn của mình vào trong cái sự kiện. Có thể biết nhiều, có thể biết ít, mà từ những cái biết đó nó trở thành cái nét nhìn của mình để đánh giá về cái chế độ. Theo tôi, nói gia đình trị có vẻ hơi quá một chút, nhưng cũng gần gũi với cái nghĩa đó. Tại vì tôi nói thí dụ như ông Đức Tổ Giám Mục Ngô Đình Thục, anh Phạm Ngọc Thảo đó là một cái người cộng sản xâm nhập vào qua cái ngõ ông Ngô Đình Thục, từ đó dẫn vào. Với ông Thảo thì thật sự đối với tụi tôi đó, thì gặp thì tay bắt mặt mừng như là thân thiện lắm, nhưng trong lòng tôi thì tôi không phải như vậy. Nó chỉ là bằng là ở bên ngoài thôi, chứ không phải là trong cái tâm của mình vẫn một cái sự gì đó vẫn nghi ngờ. Vì họ đào tạo tới đó, họ đi vô không có phải là cái cách đi, cũng biết cách để mà đi vào, chứ không phải một cái người cá nhân. Cái người đó biết cái cách, biết để đi vào, để về chiêu hội. Chiêu hội thì hà tất phải đi cái cách đó, tức là tôi về tôi đầu thú ông chỗ tỉnh này quận kia, thí dụ như vậy. Cái này không phải vậy. Ông đi có rất có bài có bản. Rồi thì chuyện ông Ngô Đình Nhu, phải công nhận ông Ngô Đình Nhu là một người có một cái kiến thức chiến lược, nhưng mà nó lại thiên về cái vấn đề mà bảo vệ cái vị trí của mình một cách rất là quá đáng, để mà loại trừ những cái người mà theo tôi chưa phải là cái người mà đối thủ, mà chỉ là cái người đối lập, chưa phải là đối thủ. Bởi vì có một cái lần
ông Trung tá Minh, tỉnh trưởng ở An Giang. Sau cái ngày 1 tháng 11, 63 rồi đó, thì qua tới 30 tháng Giêng, 64 nữa, cái cuộc mà chỉnh lý, thì ông có gọi tôi một lần, lúc đó ông ở sư đoàn 21, ông mới nhờ tôi liên lạc với bên Bộ Tư pháp xin cho quản cái lệnh mời ông về, vì ông đang bận hành quân, để khi mà hành quân xong ông về ông trình diện ra tòa, để đưa dẫn đến cái tình trạng sẽ ra tòa. Thì tôi mới hỏi ông gì chứ cái việc gì có quan trọng hay không, thì ông nói không quan trọng đâu, chẳng qua hiểu lầm thôi. Nhưng mà thật sự ông là dính dáng trong cái vụ mà giết ông, giết ba người trong cái phần mà những người đối lập ở tại An Giang. Thì cái lúc mà giết thì tôi có nghe ông, lúc đó ở dưới Cần Thơ tôi làm với ông đại tá Khiêm, lúc đó ông là tư lĩnh sư đoàn 21 của binh đại tá, tôi là đại quý chánh văn phòng. Tôi được nghe ông ấy nói. Thế thì những cái trường hợp như vậy đó, đáng lẽ mình cái gì thì đưa ra tòa, tại sao mình đã mình giết như vậy? Đó là một trong những cái trường hợp. Thì tôi được nghe nói lại, mà chính ông Khiêm là người nói lại. Thì đối với ông Ngô Đình Cẩn, thì tôi có hai người bạn, khi mà đổi ra ngoài rồi anh sống không có được. Anh nói bây giờ bất cứ tổng thư mưu cho đi đâu, đi lên cao nguyên chỗ nào cũng được, nhưng mà không thể sống ở ngoài Huế được. Thì tôi mới hỏi anh mới kể cái chuyện, cái sự kỳ thị nó rõ nét ghê gớm lắm. Thứ nhất là người không phải là của Cần Lao, thứ nhì không phải là người miền Trung, thứ ba không phải là người của đạo Thiên Chúa. Ba cái đó thì không sống được, thà là cho anh lên cao nguyên đi chỗ nào là cũng được, đừng ra ngoài Huế. Dưới cái sự mà nó ảnh gọi với tôi là chữ thống trị của ông Cần. Thì một cái nữa là cái thuở đó đó, những vị nào mà muốn được thăng quan tiến chức nhanh đó, thì các bà phu nhân tới gặp chào ông cậu. Bà Khiêm là một trong những người đó. Khi mà tôi theo ông Thiếu tướng Khiêm từ ở dưới Cần Thơ, tức là từ Bộ Tư lệnh Sư đoàn 21 về Bộ Tổng tham mưu ngày 15 tây tháng 12 năm 1962, và ngày 17 tây, tức là hai ngày sau đó, ông ấy nhận chức tham mưu trưởng liên quân, thì ông cử tôi ra chánh văn phòng. Thì sau đó bà Khiêm, ông Khiêm mới nghe bà Khiêm nói rằng nhờ ông, bà Khiêm nhờ một người, người đó mới nói lại với ông Khiêm rằng là sắp xếp cái chương trình cho bà đi ra thăm cậu. Thì ông Khiêm không có bằng lòng. Nhưng mà thuở đó cái sự bằng lòng của một người chồng cũng không quá lộ liễu được, bởi vì nếu chẳng may mà cậu biết được cái điều đó cũng không phải là dễ. Cho nên là chỉ nói qua một lần thôi, nhưng mà rồi cuối cùng bà Kim vẫn đi ra đó. Chính tôi đi đón bà khi bà trở lộn về. Tôi không có đưa, nhưng mà tôi còn phố đón. Thành ra rằng là cái quyền lực phải nói rằng gần như vô hình, nhưng mà có một sức mạnh rất lớn, ảnh hưởng rất lớn đối với ở Trung ương. Thì trở lại tôi, cái quan niệm của tôi rằng là người anh hay em của tổng thống không phải là cái tội. Cái tội khi nào lợi dụng cái đó để mà làm một cái điều gì đó mà luật pháp và đạo lý con người không cho phép, thì cái tội đó phải nhân lên bằng hai. Cho nên cái kết luận của tôi trong cuốn sách khi mà nhận định về ông tổng thống Ngô Đình Diệm về cái ngày mà 30 tháng Giêng, ngày mà mùng 1 tháng 11 1963 đó, thì tôi nói chỉ riêng tổng thống Diệm thôi thì khi mà ông chết, ông để lại rất là nhiều cái kiểu tình cảm đối với nhiều người, trong đó có tôi. Nhưng mà đấy là tôi nói riêng thôi, chứ mà nếu mà gộp chung vô thì trước đó tôi có phân tích, tôi nói rằng muốn hay không muốn ông cũng phải là người chịu trách nhiệm, bởi vì ông là tổng thống, một cái người lãnh đạo. Cho nên cuốn sách của tôi cái tựa nó là Đôi Dòng Ghi Nhớ, nhưng mà tôi viết từ những cái cuộc mà đảo chánh hụt, đảo chánh thất bại 11 tháng 11 60, qua tới cuộc mà đảo chánh 1 tháng 11 63, rồi tới cuộc chỉnh lý 30 tháng Giêng 64, đến cuộc biểu dương lực lượng ngày 13 tháng 9 64, đến cuộc đảo chánh 19 tháng 2 65, đến cái ngày mà ra mắt Ủy ban Lãnh đạo quốc gia là cái ngày mà 19 tháng 6 65, rồi đến cái cuộc khủng hoảng miền Trung ngày 9 tháng 3 năm 1966, rồi nó dần đến cho đến giờ thứ 25
cuộc chiến tranh Việt Nam. Thì trong đó hoàn toàn tôi nhắm vào cái vai trò của người lãnh đạo. Tôi chỉ nói được đến có ông ba người mà thôi, ông Tổng thống, ông Thủ tướng, ông Tổng tham mưu trưởng. Mặc dù tôi biết rất nhiều vị, mà tôi biết rất nhiều việc, và trong đó tôi tự hứa trong lời trọng tình tôi nói rằng tôi hoàn toàn tôn trọng cái riêng tư của quý vị. Mặc dù có những cái riêng tư nó lại là nằm ở trong cái chung, nhưng mà cái riêng tư nó dính dưới gia đình, tôi không đụng chạm gì đến các bà hết. Mà tôi không đụng chạm cái riêng tư của các ông thế này thế kia thế nọ, mà tôi chỉ nói những gì ông là cái người lãnh đạo trách nhiệm với quốc gia dân tộc. Thưa ông, như vậy thì đối với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì sao? Ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tôi nghĩ thế này, ông là một người chín chắn, ông thận trọng, nhưng mà có một cái điều tôi nghĩ ông không chưa có đủ thời gian, cho đến khi mà nhận chức Tổng thống đó, chưa có cái thời gian nào để ông tự trang bị cho mình cái kiến thức của người lãnh đạo. Ông làm tướng cần có những cái uy tín, cần cái kiến thức để mà người lính tin tưởng vào ông chiến thắng địch. Nhưng mà khi lên làm một tổng thống chưa đủ, phải còn có cái thủ đoạn chính trị. Bởi vì tôi nói về thủ đoạn, tôi phải giải thích một chút. Tôi không quan điểm rằng thủ đoạn đều là xấu. Có những, bởi vì trong cuộc đời người ta mà vạn vật vạn việc trong vũ trụ này đều mang trong bản thân nó hai cái năng tính khác nhau, mà tôi gọi là tầm một thuận một nghịch. Nhưng mà hai cái thuận nghịch này đó luôn luôn nó cọ sát nhau, nó đung đẩy nhau, làm cho con người phát triển, xã hội phát triển và đất nước phát triển. Đem nó ứng dụng vào trong chính trị thì chính trị có đối lập, không phải chỉ có một, tức là độc tài. Kinh tế có cạnh tranh mới phát triển, con người có cạnh tranh con người mới phát triển. Đây nói hoàn toàn đúng theo cái nghĩa trong sáng của nó, không có hàm ý những cái gì mà cạnh tranh trong cái ý nghĩa xấu trong này, cạnh tranh để phát triển. Thì trong cái thủ đoạn hay là cái gì cũng vậy, nó cũng có cái tốt và cái xấu. Dùng cái thủ đoạn đó đối với kẻ địch là tốt, nhưng mà dùng cái thủ đoạn đó đối với người dân, người dưới quyền của mình là xấu. Thì thử ra con người phải có thủ đoạn chính trị cả xấu lẫn tốt, tốt đối với dân, xấu đối với địch. Thì tôi cho rằng ổng chưa có đủ, có chứ phải không, chưa đủ. Tại vì cũng mình chưa qua cái trường lớp, chưa qua có một cái thời gian nào để có một cái kiến thức về cái vấn đề lãnh đạo. Bởi vì người lãnh đạo, khi mà tôi đặt cái vai trò lãnh đạo, cho nên tôi mới nghĩ rằng ông mới là tốt hơn hết. Cái ngày mà ổng, tôi 21 tháng 4 1975, ông tuyên bố ông từ chức. Thì lúc đó tôi cắm trại ở trong Bộ Tổng tham mưu, lúc đó là tôi là tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận, thì bị cắm trại trong đó. Tôi nói cái hay nhất, sau khi ông tuyên bố rồi ông nói cái gì đó, ông bắn một phát. Tôi không phải là người sát sinh, nhưng mà lãnh đạo phải như vậy. Cái đó là cái quy tắc nhất, để lại cái bài học cho những thế hệ sau này. Vì tôi là người lãnh đạo, tôi bị áp lực của người Mỹ, vâng, đúng, tôi bị áp lực của nhiều phía, nhưng mà tôi không có cách nào làm được. Tôi để cho cái tình trạng này, cái đất nước đến cái ngày mà gần như tan tác rồi, tôi phải chịu trách nhiệm đó. Và tự xử mình như vậy rất là hay. Ông để đời được cái danh của mình. Tôi quan niệm như vậy. Nhưng mà chỉ người lãnh đạo thôi. Xin ông cho biết năm 75 thì ông ở đâu? Năm 75 tôi là đại tá tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận trong Bộ Tổng tham mưu. Và khi đó thì cái tình hình ở tại Bộ Tổng tham mưu như thế nào? Cái lúc đó thì trong đó tôi có viết một cái đoạn. Tôi nói là giờ thứ 25 của cái cuộc chiến tranh. Tại sao tôi nói giờ thứ 25? Không phải tôi nói, tôi dẫn chứng. Cái đêm 24 tháng 12 năm 1974 đó, ông Trung tướng Đặng Trọng Khuyên, lúc đó là ông tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận. Tôi là tham mưu trưởng của Tổng cục Tiếp vận thôi. Ông đại tá Phạm Kỳ Loan là Tổng cục phó. Thì có mời một cái bữa ăn, gọi là ăn Giáng sinh, bữa tiệc Giáng sinh tại câu lạc bộ. Cái chữ dùng nghe nó rộng lớn lắm, nhưng thật sự không có gì hết á. Có hơn chục người thôi.
hai vợ chồng ông Trung Tướng Khiêm, hai vợ chồng anh đại tá Phạm Kỳ Loan và ông thiếu tướng chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức, ông chuẩn tướng y sĩ Phạm Hà Thanh, cục trưởng quân y, tôi và đại tá tham mưu trưởng với anh trung tá chánh văn phòng của ông Trung Tướng Khuyên. Phía Hoa Kỳ chỉ có hai người, đó là thiếu tướng Smith, trưởng cơ quan DAO, tức là văn phòng tùy quốc phòng, ngồi ngay cái chỗ, cái cơ sở đó, trước đó là MACV, Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Và một người nữa là đại tá Pilowski, cái người đó là assistant về logistics cho ông thiếu tướng, cho ông thiếu tướng Smith. Mà tôi thường thường tiếp xúc với ông Pilowski là nhiều hơn. Ông Smith dường như bây giờ như ông ở trên San Antonio thì phải, hình như vậy. Thì khi ăn, thì trong buổi ăn phải nói rằng rất là buồn khi nói về chuyện tình hình với nhau. Thì ông Smith có nói một câu thế này. Ông nói Pentagon có một cái plan 362 triệu đô la để mà di tản khoảng 40.000 sĩ quan và gia đình ra khỏi Việt Nam. Ông chỉ nói như vậy thôi. Đơn giản có như vậy. Thì tôi mới suy nghĩ hoài. Di chuyển ra như vậy là phải thua. Thua mới di chuyển chứ. Tại sao tự nhiên mà di chuyển 40.000 và gia đình cho sĩ quan đi học hay gì còn nghe được cái này, tại sao vậy? Thì sau đó thì cái Tết của ta, Tết, cái ngày Tết của Việt Nam mình, từ lúc đó là có nghỉ được chiều 30 và cái ngày mùng 1 Tết. Xong rồi mùng 2 bắt đầu đi làm. Nhưng mà thường ngày đó thì cái trong câu lạc bộ nó đầy lắm. Bị anh em ngồi ăn trưa trong đó đó, không có về nhà đó. Nhưng mà cái bữa đó chỉ có một cái bàn duy nhất. Trưa mùng 2 Tết. Thì ông Khuyên, tôi là với anh Thiếu tá Tấn, từ viên, chỉ có ba người thôi. Bởi vì muốn hay không muốn, lệnh thì lệnh, nhưng mà những cái ngày đó nó vẫn còn cái không khí của những ngày Tết, thì cũng khó mà trách được các anh các chị phải về nhà, Tết ở nhà. Thì tôi mới hỏi Trung tướng Khuyên là chứ thế Trung tướng, mà Trung tướng nghĩ gì về cái lời của Thiếu tướng Smith? Có phải đó là chúng ta thua trận không? Thua trận do một sự sắp xếp không? Tôi nhấn mạnh với ông cái chỗ đó. Thì ông nói tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà có lúc tôi lại nghĩ quân lực của mình hùng mạnh lắm, không dễ dàng thua như vậy. Tôi mới nói, tôi vừa trình bày với Trung tướng là một sự sắp xếp để thua trận, tôi có cái lý của tôi, không phải mình đánh nhau thua. Tôi nghĩ Trung tướng hiểu. Thì ông nói chẳng lẽ đất nước mình tới cái hồi mạt giận sao? Thì sau đó tới cái đêm mà 23 cây tháng 4 1975, thì cái đêm đó là đại tá Pilowski có gọi tôi chuẩn bị cho gia đình di tản trước, từ tối 24 là bắt đầu đi. Thì tôi nói đây là cái chuyện lớn lắm, để tôi họp mặt gia đình tôi bàn lại. Thì cái lệnh mà đi này đó không có thông báo cho ai hết đó, chỉ ai biết thì đi, ghi tên đi. Bởi vì sau đó ông đại tá y sĩ Hoàng Cơ Lân, lúc đó chỉ huy trưởng trường quân y, và ảnh bữa đó là trong khoảng chừng 25-26 cây đó, em mới vô tôi, ảnh hầm hầm đặt bàn tôi cái. Thì tôi hỏi anh có chuyện gì vậy? Thì nói rằng tại sao đại tá không báo thông báo cho tôi, người ta đi rằng tầm này không thông báo cho chúng tôi. Ồ, tôi nói cái đó đâu có gì đâu, mà anh đừng có nói. Vì bởi vì là đây là cái lệnh không cho chúng tôi thông báo ai hết á. Thì có gì đâu, bây giờ anh muốn đi thì cứ qua gặp anh Loan. Thì anh Loan ghi tên anh thì tối nay gia đình đi chứ đâu có gì khó. Mà anh la lớn rồi thì anh đi, để cho thấy rằng là cái lệnh không phổ biến ra. Rồi sau cái khi ngày mà ông Tổng thống Thiệu từ chức, thì hầu như buổi sáng nào tôi đến ngồi trên văn phòng của ông Khuyên, tôi nói chuyện giống như là tâm tình giữa hai người với nhau, chứ không phải là cái người tổng cục trưởng ra lệnh cho anh tham mưu trưởng của mình.
và nói chuyện trong cái tình như vậy. Thì lúc đó thì tối 24 đi rồi, gia đình đã đi rồi, tối 25 tôi mới hỏi ông, ủa sao trung tướng chưa cho chị đi? Ông mới nói anh nghĩ coi, thì tôi đi qua bển làm sao tôi sống, và nó có những khó khăn này khó khăn khác, thì tôi còn đang phải trong cái thời gian tôi phải nghiên cứu lại cái này nữa, mặc dù có ghi tên rồi. Nhưng mà bữa 26 tay rồi 27 tay, thì buổi sáng 27 tay ông có nói tôi rằng đã đi rồi, đi tối 26 tay. Thì tôi này ảnh nói, ảnh nó ổng nói với tôi thêm, nói rằng tôi nghĩ rằng là tôi ở lại, tôi rất, tôi có thể là tôi không an toàn. Tôi không biết là ông Thế tướng Smith có nói cái gì không. Xong rồi tới bữa 28 tay ông mới nói với tôi, ông Thế tướng Smith có gọi tôi và tôi có hứa với ông là tôi đi với ông. Tôi hỏi gì chứ trung tướng đi chừng nào trung tướng đi, thì ông nói rằng đó là vào cái giờ thứ 25. Tôi hỏi chứ giờ thứ 25 là vào lúc nào? Ông nói cái ông Smith nói là giờ 25 là do Pentagon quyết định. Đó là tôi nói cái giờ 25 là cái giờ ông Smith nói chứ không phải tôi nói, tôi chỉ là người lặp lại. Thế thì ông mới đi sang cái ngày 29, tôi lên, tôi cũng ngồi cũng nói chuyện như vậy, thì tôi không có nghe ông nói gì hết, cũng như thường lệ thôi. Khi mà tôi về văn phòng, thì một lát tôi làm việc một lúc, thì ông khuyên ông xuống, vô phòng tôi, ông mở cửa, ông thấy tôi đang cầm điện thoại, thì lúc đó tôi đang cấp phát xăng cho cái lữ đoàn 3 kỵ binh. Bởi lúc đó là xăng với đạn là tôi cho lên xe hết, bởi vì còn cái chỉ có cái quân đoàn 3 với cái lữ đoàn 3 kỵ binh thôi, thành tôi cho nó phải có lệnh chở đi liền tức thì. Thì ông mới đi qua bên kia, tức là qua cái restroom. Xong tôi nói chuyện điện thoại ra, tôi đứng ở ngoài hành lang, thì có vài bước mà, bước ra tới rồi, tôi chờ ông. Thì ông mới ra đi ngang tôi, cũng đi luôn. Tôi mới lấy làm lạ, ủa sao vậy? Tôi nghĩ trong đầu thôi. Ông ra tôi cách chừng 5 bước thôi, thì ông tới có cái bậc thềm, ông bước xuống leo lên xe jeep ngồi. Ông ngồi ông nhìn thẳng lên trước, tôi thì đứng bên cạnh, ông không bao giờ nhìn lại. Tôi mới nghi ngờ ông đi. Thì chừng khoảng 5 phút tôi án chừng vậy, ông mới ra cái hiệu vậy, thì các trung sĩ tài xế lái đi. Lúc bây giờ tôi mới được thầy tôi chào ông và tôi khoa tay để tôi biết rằng là tôi chào ông mà là cái cánh tay dấu hiệu từ biệt ông. Thì ông đi, ông đi thì chừng lúc đó là 11:30 ngày 29 tây tháng 4 75. Chừng lúc đó là phi cơ ào ào ở bên trước mặt tụi tôi, bởi vì chỗ tụi tôi nó nhìn qua cái hàng rào bên kia đó là cái văn phòng của DO nằm bên đó. Trực thăng đáp xuống, đáp người lên, đáp xuống người lên, vì ông Tổng thống Minh nhận chức chiều 28. Nhận chức chiều 28 thì sáng 29 là phi cơ tới rồi, nửa đêm đó là đi tới rồi. Thì bây giờ đi di tản người, chở người đi. Thì tôi bắt đầu đó, tôi gọi là dây thứ nhất của 3600 dây của giờ thứ 25, giờ cuối cùng của một cái cuộc chiến dài 7583 ngày, kết thúc cuộc chiến tranh của mình. Và sau cùng thì ông có đi? Tôi không đi, rời khỏi Việt Nam. Tôi không đi là tôi không đi như thế này. Tôi biết rằng cái khi mà bắt đầu mà dỡ gia đình di tản đó, thì vì tôi là tham mưu trưởng, các anh em trong bộ tham mưu đến hàng ngày là ngồi nói chuyện với nhau, khóc. Các anh em đến nói chuyện. Mà trong cái tình cảnh đó, người ta không có trông cậy ở hai ông sếp. Khi mà ông sếp đi rồi nữa, cỡ ngày 29 đó, thì các anh cầm súng ra, bị gì không biết, chỉ cầm nó vô lúc nào. Lên ngồi trong phòng tôi, ngồi nói chuyện. Tôi, anh em khóc với nhau. Không lẽ rằng là cái thời chúng ta mạt dẫn rồi. Thì thôi bây giờ không biết anh em chứ sống mà làm sao. Thì có những anh hỏi tôi chứ bây giờ mình phải làm sao. Tôi nói bây giờ tùy các bạn, tôi đâu biết làm sao. Tôi không có cái quyền gì hết trơn. Ông Tổng cục trưởng của mình, ông Tổng cục phó của mình đi rồi, chỉ còn chúng mình thôi.
tôi chỉ là người tham mưu trưởng, tôi chỉ có liên quan đến cái bộ tham mưu của mình, không có quyết định được cái gì hết, về tùy các bạn. Mà không biết rồi ngày mai trở đi chúng ta có gặp nhau được không, trong cái hoàn cảnh nào. Vì cái chỗ đó mà tôi không có đi sang Hoa Kỳ, tôi thấy tôi buồn quá. Bởi vì một cái người bạn chơi với nhau tới cuối cùng là như vậy. Nhưng mà nghĩ cho cùng, nghĩ như vậy rồi tôi phải nghĩ lại. Thật ra khi tôi có học, người ta dạy tôi rằng trong chính trị, nhất là trong bang giao quốc tế, nó không có cái vấn đề tình cảm giữa cá nhân với nhau, chỉ có vấn đề quyền lợi quốc gia, tổ quốc là trên hết. Cho nên rằng vì quyền lợi của Hoa Kỳ người ta đến với đất nước mình, cũng vì quyền lợi của Hoa Kỳ người ta ra đi. Cái vấn đề đặt ra là cái người lãnh đạo của mình không có đủ sức để mà đối phó với những cái áp lực đó. Cho nên nãy tôi nói rằng tốt hơn hết khi mà ông tuyên bố từ chức nên ông tự sát. Tôi không phải là có cái ý tưởng bây giờ giết người, nhưng mà cái điều đó nó cho thấy rằng cái người lãnh đạo biết đúng cái vai trò của mình đối với một quốc gia, dân tộc. Tôi rất buồn cái điểm đó. Đến khi mà tôi mới liên lạc với cái anh Trung Tâm Minh, bây giờ anh ở bên bên Phoenix, Arizona. Hai đứa lấy một chiếc phi cơ C-30 đi Singapore khi mà ông Minh tuyên bố trung lập. Tôi nói cái này là nó thế này: anh đại tá Nguyễn Hồng Đài là rể ông đại tướng Dương Văn Minh, lúc đó ảnh là chánh sở kế hoạch trong bộ tham mưu của Tổng cục Tiếp dẫn. Thì khi mà ông Tổng thống Minh sắp sửa nhận chức thì ông được biệt phái về bên đó. Thì tôi liên lạc với ảnh đó, thì hàng ngày anh cho tôi tin tức hai lần, anh cho biết cái tình hình mà theo cái sự mà nhận định tình hình và cái quyết định của ông Tổng thống như thế nào. Thì ông nói với tôi rằng là có giải pháp trung lập. Thì tôi nghĩ giải pháp trung lập thì nó có một cái thời gian, mặc dù cái thời gian nó chớp nhoáng tranh tối trên sáng đó, thì chúng tôi sẽ ra đi trong lúc đó. Tôi không muốn đi trước khi mà vấn đề chưa giải quyết. Tôi không muốn như vậy. Bởi vì tôi nhìn lại thấy các bạn bè, các anh em cùng làm với nhau trong cái bộ tham mưu qua những cái sự vất vả, tôi không nỡ mà làm để các anh thất vọng. Đó là cái mà có làm, có ngồi với nhau, có nói chuyện, chị mới thấy được, chị mới thông cảm được với tôi. Phải làm sao mà tôi khóc với anh em? Bởi vì cái chuyện mà tình đồng đội với nhau nó có một cái gắn bó đặc biệt lắm chị. Tôi cho rằng trong cái tình đồng đội là cái trái tim thứ hai của người lính. Bởi vì khi mà đụng trận, người lính không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đằng sau lưng của mình, chuyện vợ, chuyện con, chuyện cha mẹ, ông bà, mà nghĩ ngay đến cái chuyện mà cứu giúp những cái người bạn của mình và chiến thắng kẻ thù. Đó là tôi cho là trái tim thứ hai của người lính. Thành khi ngồi nói chuyện với nhau trong cái tình cảm đó mới thấy rằng anh em gắn bó với nhau, yêu quý với nhau. Thế nên tôi dự trù hai đứa chúng tôi với một số anh em nữa sẽ đi sang Singapore. Và cái lần năm 1973, trong cái chuyến công du ở Singapore, tôi quen với cái anh gọi là anh Chua, người Trung Hoa tên là Chua. Thì cảm ơn chị để anh giúp đỡ cho liên lạc với cơ quan ngoại giao của Úc đại lợi ở đó, để cho chúng tôi đi bên Úc và chúng tôi được chấp nhận. Và anh đồng nói với tôi rằng sang đây một tuần lễ tôi sẽ lo mọi thứ cho anh. Vì trước đó là anh có cái cơ sở làm ăn ở tại Sài Gòn đó, trong cái ngành của tụi tôi. Thì anh là có cơ sở sản xuất thực phẩm đóng hộp và công sấy khô trong cái thành phần lương khô. Đó là cái hướng tôi đi như vậy, nhưng không đi trước khi có một giải pháp. Cho nên đến tối khoảng 3 giờ sáng của ngày 30, thì khi mà tôi được biết tin rằng ông Tổng thống sẽ tuyên bố trung lập vào lúc 10 giờ sáng, thì lúc đó tụi tôi chuẩn bị. Nhưng không ngờ rằng tụi Cộng sản đã vào trong Tân Sơn Nhất rồi.
không thể lấy phi cơ đi được. Và nếu nói rằng con người có cái số mạng, tôi không tin, nhưng nếu thật sự có số mạng thì có lẽ tôi có số ở tù. Sau đó tôi vào tù cho đến ngày 12 tháng 9 năm 1987 tôi mới về đến nhà, tức là 12 năm 2 tháng 28 ngày và nói cho kỹ nữa là 6 tiếng đồng hồ. Và trong 12 năm đó thì ông đã ở những cái trại tù nào của Cộng sản Việt Nam? Ở trong Nam, ở hai cái trại tù, ở trại Long Giao và cái trại Tam Hiệp. Vào trong đó là ngày 14 tháng 6 1975. Thì đến ngày 14 tháng 6 1976 thì tụi nó đưa tụi tôi ra Bắc, ra ở vùng Yên Bái giữa một cái rừng già mà nằm ở ngoài, nó chở tới đó rồi nó chỉ là cái chỗ này là cái chỗ mà các anh ở, không có cái gì cả, rồi thì ngủ ngoài ở ngoài rừng vậy đó. Thì sáng hôm sau mới bắt đầu nó bắt đi đốn cây rồi về mới là cất cái máy đi cái nhà để ở, và ở rừng như vậy mà ở trên đó cho đến tháng 4 78, khi mà cái cuộc chiến tranh Việt Nam với Trung Hoa Cộng sản mà nó sắp sửa bắt đầu đó, thì nó chở từ tôi xuống trại Nam Hà từ 78. Tôi ở tù ở đó cho đến tháng 9 87 tôi được thả ra từ cái chỗ cái trại Nam Hà đó. Thưa ông, trong thời gian 12 năm tù đó, đã ông đã chứng kiến những gì và có cái điều gì khiến ông cảm thấy, đương nhiên ở trong tù là mình đã kinh khủng lắm rồi, nhưng mà có cái điều gì mà ông cảm thấy là không thể nào không kể ra để cho giới trẻ biết không? Trong cái tù này tôi có cái viết cái cuốn gọi là ký sự trong tù. Thành trong cái giai đoạn tôi phục vụ quân ngũ thì tôi muốn nói về cái vai trò người lãnh đạo. Trong cái cuốn ký sự trong tù này tôi muốn nói đến cái bản chất của Cộng sản. Thành cái điều đó là tôi, cái cách ở tù thì có nhiều cái gian khổ cũng như những cái anh em khác. Và có nhiều, có thể là có nhiều anh em khác gian khổ hơn tôi nữa, thì khá như vậy. Nhưng mà mỗi người đều có một cách, bởi vì mình sống ở trong hoàn cảnh đó, không có thể để một cách tiêu cực được, mà phải làm một cái gì đó, tức là mình ảnh hưởng cuộc sống đó vào trong mình, vào trong cái đời sống của mình. Thì cái ảnh hưởng của như thế nào, bây giờ muốn hay không muốn cũng ở tù rồi, thì bây giờ tôi phải tập. Thứ nhất là tôi tập với sự bình tĩnh. Tôi biết rằng tôi không phải là người nóng tính lắm, nhưng càng được bình tĩnh, vì cái bình tĩnh mỗi khi va chạm cái gì đó thì sự bình tĩnh nó giúp cho mình được tới 50% là mình nắm cái phần thắng. Nhờ vậy mà tôi tự luyện mình. Thứ hai là tôi quyết tâm tôi phải sống, cho nên rằng tôi đi kiếm cây kiếm cỏ tất cả mọi thứ gì, tôi ăn chỗ này tôi trồng được một cọng rau muống, chỗ kia trồng được một dây hũ hoa tôi vẫn trồng, tôi đi hái ba cái rau dấp cá miền Bắc không ăn được nên tôi hái, nó lớn lắm, cái rẹp cá nó lớn lắm, tôi hái về tôi ăn. Tất cả những gì tôi làm được là ăn cắp rau, đủ thứ cách là cắp rau, rồi quấn dây ở trong cái ống chân của mình mà cầm những cái cọng rau vô trong đó. Nghĩa là làm ở cách để mình sống. Sống để làm gì? Để tìm hiểu được cái bản chất thằng Cộng sản. Thì mình tìm cách tiếp xúc với mọi người, nghĩa bất cứ gặp người dân nào mình cũng tiếp xúc. Mình hỏi những gì có một cái chủ đích rõ ràng. Muốn tìm nó giống như là bây giờ mình phải tìm những cái hoa lá, cái cây lá, rồi mới đi dần vô từng cái nhánh, nhánh vô tới cái thân cây đi xuống với cái gốc rễ cây. Thì cái bản chất của nó là ở chỗ đó đó. Mình tìm mọi thứ kết lại. Thành ra là tôi có một cái chủ đích rất là rõ rệt khi mà ở tù. Thứ nhất cho mình là luyện tập cho cái sự bình tĩnh. Thứ hai là cái sống, có một cái sức khỏe. Tôi cộng thêm cái chuyện tập. Tôi tập ở trong tù là tôi tập ở trong cái mùng. Mùng cái bề ngang có khi nó được 6 tấc, có khi được 7 tấc, có khi có 4 tấc rưỡi à. Rồi cái đồng hồ thì họ giữ rồi, đâu có cho mình giữ, thì án chừng sau giấc ngủ gì mình chừng chắc cũng chừng 3-4 giờ gì đó, cái ngồi cùng nhau tập ở trong đó. Thành thử rằng là nhờ vậy mà tôi giữ được cái sức khỏe. Rồi khi ra tù rồi tôi vẫn tập cho đến bây giờ. Thành tương đối tôi năm nay 81 tuổi Mỹ rồi, rồi gần qua như 82 tuổi ta rồi, tôi còn giữ sức khỏe tới bây giờ. Tôi vẫn tập, tôi vẫn tập hàng ngày, sáng tôi vẫn chạy, mà tôi chạy chân không. Ở trong tù đi chân không thường lắm, thành thử nó cũng quen rồi. Thành ra là cái quan trọng của mình ở trong mỗi cái hoàn cảnh, mình tận dụng cái hoàn cảnh đó đem lại cái lợi ích cho mình.
mặc dù cái lợi ích rất là nhỏ nhoi, nhiều khi nó rất là tầm thường dưới cái nhìn của nhiều người khác, nhưng mà với mình nó khác, bởi vì mình ở trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã đó, cho nên tôi đã làm được cái điều đó. Và thành thứ ra rằng là giữ mình cái sự mà trong sáng của mình, mình phải giữ cái lý tưởng của mình giữ. Mà khi mà ở tù mình mới thấy cái lý tưởng mình nó càng rõ hơn, càng sáng hơn, khi mà mình nhận ra biết được cái bản chất của cái thằng cộng sản nó đưa người dân 20 năm xã hội chủ nghĩa trên đất Bắc đi đến một cái sự nghèo khổ không tưởng tượng được, cái sự mà dốt nát, cái kiến thức nó hẹp hòi đến cái mức mà không tưởng được, nó tạo cho cả một cái xã hội nó trở thành thần dân, cái giáo dục của họ trở thành thần dân. Vì ở tôi có được đọc những cái sách của họ, những sách dạy đó của họ, họ tưởng là họ bắt mình đọc, mà nó gọi là có những cái tủ sách nhỏ vậy đó, rồi bỏ vô trong, họ bắt mình đọc. Lúc đầu thì tôi cũng đem về, nhưng mà sao để vậy thì mình để đó rồi tới ngày đi trả, thì cái cách đó là nó muốn nhồi cái đó vô để mình đọc cái đó, mình hiểu theo cách của họ, nhưng thật ra thì tôi đọc để hiểu theo cách của mình, thành nó hoàn toàn nó đi ngược lại. Cho nên mới nhận ra, từ đó nhận ra được cái giáo dục của họ qua những cuốn sách giáo dục đó, và qua cái thực tế tiếp xúc với người dân, mình mới thấy được rằng đấy đúng thôi, vì họ giáo dục cái thế hệ thần dân, họ không đào tạo những công dân để mà chống đối họ, những công dân đó để xây dựng đất nước, mà tất cả họ nắm ở trong tay, tất cả mọi thứ họ nắm hết. Thực tử ra suốt trong cái hơn 12 năm ở tù đó, tôi về tôi viết được cái cuốn sách là Ký sự trong tù. Thành thử là chị thấy cuốn đầu tiên của tôi là nói về cái vai trò của cái người lãnh đạo. Cái này tôi nói về cái bản chất của cộng sản. Đó là cái chủ đích của tôi khi mà bắt đầu viết những cái cuốn sách đó. Dạ thưa ông, khi mà ông ra tù thì ông làm cái nghề gì đầu tiên? Tôi ra tù thì tôi không có làm. Tôi ra thì con tôi đây nó đi làm, thỉnh thoảng nó gửi cho một chút về. Nghĩa là tôi gọi một chút, tại vì con tôi nó mới ra trường thôi, nó cũng chưa phải là có nhiều tiền, thành nó gửi về thì nó mới sống gọi là đắp đổi vô qua ngày trong khi chờ đợi đi. Thì nhưng mà cũng được một cái, trong cái khi chờ đợi đó thì tôi trực tiếp tiếp xúc với cái xã hội lớn, tức là cái xã hội nhà tù lớn. Coi kia là cái xã hội trong nhà tù là cái xã hội nhỏ, đây là xã hội lớn. Thì tôi mới biết được nhiều cái việc, nhất là tôi cái thời kỳ đó là thời kỳ, chắc chị cũng còn nhớ rằng ông Nguyễn Văn Linh nó có cái gọi là đổi mới từ sau, từ cái đại hội của họ cuối năm 1986 đó. Thì lúc đó họ báo chí viết cũng khá hơn chút, nó có những cái chuyện mà gọi là cởi mở hơn một chút so với trước đó của họ. Thế thì là có được nhiều cái bài viết, mà tôi mới ngồi, chị tưởng tượng tôi ngồi tôi ghi chép, tôi đem được những cái tập đó sang đây tôi ghi chép, mà chị biết tôi đóng cái tập, tôi mua cái tập 100 trang, cứ 2 tập tôi đóng thành 1 tập, mà các cái khổ nhỏ. Thì thay vì trong mỗi một cái hàng dòng chữ viết nó có 3 cái dòng nhỏ nhỏ đó, thì tôi viết trên 2 dòng thôi. Thành nó chữ vừa nhỏ vừa khít lại, cho nên nó chứa cũng bằng cái tương đương của một cái sách 100 trang thật. Mặc dù nó thu nhỏ xíu lại, sở dĩ thu nhỏ xíu là tôi phải giấu. Tôi viết xong rồi đó, thì tôi có đục cái lỗ, ở trên cái terrace của tôi, terrace nhỏ nhỏ đó, nó có một cái cột của tôi phải đục đó, tôi để trên rồi tôi mới che lại. Tôi ngụy trang nó. Thì cái đó trong cái thời kỳ tôi mới là gọi là ảnh hưởng nó vào trong cái đời sống, cái sự suy nghĩ của mình. Thành ra những cái tài liệu đó tôi mới chép, vì tôi nghĩ là sau này tôi có dịp tôi dùng nó. Mà thật bây giờ tôi dùng nó để tôi viết cái cuốn sách tiếp theo. Và ông đã sang Mỹ vào năm nào? Giờ tôi đến nước Mỹ này vào ngày 5 Tây tháng 4 năm 1991. Tôi rời Việt Nam vào ngày 29 Tây tháng 3 91, thì sẽ lúc đó thì chưa đi thẳng được, phải qua Thái Lan. Ở bên đó tạm trú đó thì xong rồi mới đi cái chuyến phi cơ đáp ở bên phi trường ở Tokyo, rồi xong rồi tới qua Seattle, rồi xuống dưới hiệu sảnh này. Chắc là chúng ta phải wrap up ở đây, không có còn giờ nữa. Xin cảm ơn ông đã đến đây để mà chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm của ông, cũng như là cái thời cái đời sống riêng tư của ông với hội bảo tồn văn hóa và lịch sử. Thì rất 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 là mừng là cái sự đóng góp của ông là một cái phần rất là quan trọng ở trong cái việc làm của hội. Chúng muốn nói một chút xíu nữa được không? Dạ thưa ông, dạ thưa vài phút nữa. Thì tôi nói là tôi khi đến Hoa Kỳ tôi cảm nhận được có một niềm hạnh phúc,
thật sự là tôi quan niệm là trong đời sống chúng tôi có những cái hạnh phúc, thì mỗi người đều nhận ra hạnh phúc của mình, nhất là hạnh phúc gia đình chúng tôi, vợ con tôi. Sau cái thời gian mà chiến tranh 21 năm đó, tôi còn sống, vợ con tôi còn sống, là cộng thêm cái hạnh phúc đó. Tôi ở tù 12 năm, 2 tháng 28 ngày ra, tôi còn sống, vợ tôi còn sống, các con tôi, nhờ vợ tôi ở nhà tần tảo mà lo cho nó vượt biển sang tới Houston này hết. Chúng nó trên đường mà gọi là, tôi gọi là trên đường xây dựng tương lai qua cái hệ thống giáo dục ở đây, thì cái đó là một cái hạnh phúc nữa cộng thêm vào. Và vợ chồng tôi đặt chân đến đất Mỹ này ngày 5 tháng 4 năm 1991 là một cái hạnh phúc nữa. Hạnh phúc từ một cái xã hội độc tài chúng tôi sang được sống trong một cái xã hội tự do là hạnh phúc nữa. Đối với chúng tôi đó là cái căn bản, tất cả những hạnh phúc gộp lại là cái hạnh phúc trong cuộc sống của chúng tôi. Đó là cái hạnh phúc, còn tất cả những khác có thể khách phụ thuộc, có nhiều cái cũng va chạm những khó khăn này khó khăn khác. Nhưng mà cái căn bản của chúng tôi sống là hạnh phúc. Từ cái chỗ đó chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi làm được một chút gì đó chúng tôi phải làm để mà đền ơn lại, không phải riêng cái đất nước Mỹ này, không phải riêng Việt Nam, mà là đền ơn lại cái khoảng thời gian đã cho phép chúng tôi được sinh ra, lớn lên và với những cái thành công, những thất bại trong cuộc đời của mình, và học hỏi được nhiều điều ở trong cái cuộc sống đó. Và cuối cùng chúng tôi muốn nói một cái câu rằng chúng tôi trong cái cuộc, qua cái chặng đường khá dài đó, chúng tôi đã học được nhiều bài trong cái cuộc sống. Và chúng tôi đúc kết lại một cái đoạn rất là ngắn, rằng là quê hương cho tôi đất sống, lịch sử cho tôi nguồn sống, dân tộc cho tôi nếp sống, quân ngũ cho tôi cách sống, và quân ngũ cũng cho tôi tình yêu. Tình yêu quê hương, tình yêu con người, và tình yêu đã cho tôi ý nghĩa cuộc đời. Tôi xin hết. Rất cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn, xin cảm ơn ông ạ.